Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 103. Cửu U Đế đến sân đồng thời, thần tâm điện ở giữa tất cả mọi người, cũng là hướng về phía Cửu U Đế quỳ xuống, lại là cung kính thi lễ nói, gặp qua Đế Tôn. Duy chỉ có Diệp Thần không có. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, quanh thân khí thế không có một chút hạ mình ý. Ma khí vần quanh. Diệp Thần ấn đường có ma đế. Há có thể quỳ cái này Cửu U Đế. Nháy mắt tức thì, một cái ông già đi tới Diệp Thần bên người, uy áp ngưng tụ, vừa định đối với Diệp Thần động thủ. Cửu U Đế mở miệng nói, hắn không cần quỳ. Lời này vừa nói ra, một phiến xôn xao. Bước vào Cửu U Quốc, há không hề quỳ Cửu U Đế giải thích. Vì sao địa ngục đối đãi như vậy Diệp Thần? Là tức giận. Vẫn là khác. Cửu U Đế ánh mắt đảo qua một cái, làm một xin đứng lên động tác tay, và Lý Hoàng Phi cùng chung ngồi vào thần tâm điện chủ tọa lên, mà Cửu Công Chúa và Kỳ Lâm, liền ngồi ở hai người bọn họ vùng lân cận. Cửu U Đế mắt nhìn xuống trong điện chư đa thiên tài, ánh mắt ở Lam Vũ Phi, Sở Tiêu cùng đếm trên người, hơn dừng lại một hồi, làm hắn quét Diệp Thần lúc đó, nhưng là mắt hổ ngưng tụ. Hắn nhìn mọi người, trầm thấp mở miệng nói, các vị, hoan nghênh các ngươi tới. Là con gái ta qua sinh nhật, các ngươi khẳng định thật bất ngờ, tại sao, ta sẽ xuất hiện ở nơi này chứ? Thường ngày, cho dù là hoàng thất qua sinh nhật, có lẽ hoàng phi sẽ tới trận, Cửu U Đế, nhưng là vô cùng ít xuất hiện, dẫu sao, Cửu U Đế con cháu vô cùng nhiều, nếu như luôn là tham gia bọn họ sinh nhật, cũng quá trễ nãi thời gian. Vậy vô cùng uy nghiêm Cửu U Đế, trên gương mặt, đột nhiên hiện lên lau một cái ưu buồn vẻ. Mở miệng nói, thật ra thì, không dối gạt các vị, lần này tiểu cửu sinh nhật, ta mời các vị tới, không đơn thuần là nàng chúc thọ như thế đơn giản, mà là bởi vì, con gái ta, nàng liền trước đây không lâu, thức tỉnh niệm ma thân thể. Niệm ma thân thể. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chắc hẳn, đây chính là vậy cửu công chúa, có thể nhìn thấu mình thần hồn thương thế cùng với tiên thiên độc thể, hơn nữa, có thể trị khỏi bệnh cũng cường hóa mình thần hồn nguyên nhân. Cửu U Đế tiếp tục nói, niệm ma thân thể, rất nhiều người có thể không được rõ, đây cũng là, một loại vô cùng là nghịch thiên thể chất, ở thần hồn phương diện, có vô cùng là kinh khủng thiên phú, nhưng là, niệm ma, sở dĩ gọi là niệm ma, chính là bởi vì loại thể chất này, cũng không phải là, ai cũng có thể chịu được. Niệm ma thân thể, bởi vì đối với thần hồn biên độ tăng trưởng, vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí, sẽ bởi vì qua mạnh thần hồn. Mà thiếu hụt thân thể. Đoạn này thời gian, chúng ta đã một mực sử dụng tất cả loại thiên tài địa bảo, duy trì tiểu cửu niệm ma thân thể tiêu hao, nhưng là, cho dù lấy ta Cửu U Quốc quốc lực mạnh, nội tình phong phú, cũng khó mà duy trì bao lâu, mà phải cứu tiểu cửu, tình hình bây giờ, liền đem cái này niệm ma thân thể, chuyển độ đến những người khác trong cơ thể. Thần tâm điện bên trong thiên tài nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền Cửu U Quốc hoàng thất. Đều không cách nào duy trì niệm ma thân thể tiêu hao, như vậy, chuyển độ đến mình trong cơ thể, không phải để cho mình chờ chết sao? Cửu U Đế gặp mọi người thần sắc khẩn trương, liền vội vàng giải thích. Các vị, không muốn hiểu lầm, ta cũng không có để cho các ngươi chịu chết ý kiến, cái này niệm ma thân thể, đối với người bất đồng, hiệu quả không cùng, nếu như có thể thành công đem hàng phục, liền sẽ không tạo thành như vậy kinh khủng tiêu hao. Chỉ là... Niệm ma thân thể chuyển độ nghi thức, có mấy cái điều kiện, thứ nhất, tiếp nhận niệm ma thân thể người, không được vượt qua 30 tuổi, thứ hai, tiếp nhận niệm ma thân thể người, tư chất tuyệt cao, căn cơ vững chắc, thứ ba, phải tu luyện ma tộc công pháp. Dĩ nhiên, tốt nhất là có ma khu. Nhưng mà, thế gian ma khu quá mức hiếm thấy. Từ cổ chí kim, niệm ma thân thể, xuất hiện qua số lần, cũng vô cùng thiếu, cho dù là ta. Vậy rất khó tìm quá nhiều liên quan tới niệm ma thân thể tư liệu. Nhưng là, cái này ba điểm, là ta từ đã có tư liệu bên trong, tổng kết ra được, mà qua đi, mỗi một cái, thành công tiếp thu niệm ma thân thể người, đều là tuyệt đại cường giả. Vị kia đã từng dung chuyển linh võ đại lục thiên đạo cao nhất ma đế, thanh niên thời kỳ chính là niệm ma thân thể. Còn nếu là thành công hàng phục niệm ma thân thể, chỗ tốt, vậy tuyệt đối là cực lớn. Có cái này niệm ma thân thể, thần hồn của ngươi, liền xu hướng tại vậy không diệt. Hơn nữa, vô cùng cường đại, chí ít, sẽ không yếu hơn phong môn cảnh tồn tại.
trừ phi thân thể hoàn toàn hư hại, cơ hồ không có người có thể gây tổn thương cho đến thần hồn của ngươi. Dĩ nhiên, nguy hiểm nhất định là có, nếu như tiếp nhận thất bại, tiếp nhận người thần hồn, có thể bị trọng thương, thậm chí, trực tiếp hồn phi phách tán, mà tiểu cửu, tổng cộng cũng chỉ có 3 lần tiến hành nghi thức cơ hội. Cho nên, nếu như, đối với mình không lòng tin, không muốn tiến hành chuyển độ nghi thức người, hiện tại, liền có thể rời đi thần tâm điện, yên tâm, bổn vương, sẽ không bởi vì các ngươi lựa chọn, mà truy cứu các ngươi. Cửu U Đế dứt lời, toàn bộ thần tâm điện, lập tức yên lặng xuống, không thiếu thiên tài ngươi xem ta, ta thăm ngươi, trong chốc lát, lại là có chút không biết làm sao. Mà giờ khắc này Diệp Thần, diễn cảm nhưng cực kỳ cổ quái. Bởi vì mới vừa trong nháy mắt, ấn đường truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Diệp Thần, nhất định bắt lại cái này niệm ma thân thể. Thịt của ta thân đã hủy, muốn trọng tố năm đó thân xác, mấu chốt nhất chính là niệm ma thân thể. Ha ha ha, trời không quên ta. Ta vốn cho là cần mấy chục ngàn năm mới có thể khôi phục năm đó đỉnh cấp. Hiện tại, nếu là có cái này niệm ma thân thể, tối đa không vượt qua 3 năm, ta liền có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Đủ giết tới thần quốc. Diệp Thần hơi kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện ma đế kích động như vậy. Xem ra bất kể như thế nào, hắn phải bắt lại cái này niệm ma thân thể. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, đối với ma đế hỏi, ma đế, ta có thể thành công hàng phục cái này niệm ma thân thể sao? Ma đế cười nói, cái này Cửu U Đế, đối với niệm ma thân thể, vẫn là có nhiều không biết, hắn nói cơ bản không sai, nhưng là, có một chút hắn không biết, đó chính là cái này niệm ma thân thể bị thần mạch và ma khu, hoàn toàn khắc chế. Theo ta phán đoán, người ở tại tràng bên trong, cũng chỉ có ngươi, có năng lực hoàn toàn hàng phục cái này niệm ma thân thể. Không đúng, dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, cũng chỉ có ngươi, có tư cách hàng phục cái này niệm ma thân thể. Cùng lúc đó, ma vực chỗ sâu ma tộc. Một tòa tràn đầy âm u kinh khủng to lớn đền. Đền chung quanh ma khí vần quanh, giống như địa ngục. Đền bên trên, có một tòa khí thế bức người 9 cái hắc long điêu khắc to lớn ghế đá. Dữ tợn lại lạnh người. Cửu long hắc trên ghế người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, đền bên trên những khí thức kia kinh khủng à tộc cường giả rối rít quỳ xuống. Ma tôn. Thanh âm chấn thiên, cao nhất trung thành. Bởi vì bọn họ biết, người đàn ông này, là trừ vị kia thượng cổ trong truyền thuyết ma đế chết sau đó, mạnh nhất tồn tại. Ma vực bên trong thiết huyết bạo quân, quân ma trần. Quân ma trần uy nghiêm hai tròng mắt nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói, ngày hôm nay hẳn là Cửu U quốc ngày đại hỷ đi. Một vị ma tộc cường giả phụ họa nói, khải bẩm ma tôn, chính là Cửu U quốc cửu công chúa sinh nhật chi tiệc, phải chăng cần muốn động thủ. Quân ma trần đứng lên. Lòng bàn tay dương ra, một đoàn ma quang ở lòng bàn tay lượn lờ. Tại sao phải động thủ? Cửu U và ta ma tộc vốn là một thể, chỉ bất quá vậy Cửu U đế là một tự cho là đúng thật ngoan cố mà thôi. Cái này loại ngoan cố, có lẽ không xứng trông coi Cửu U. Bất quá so với hôm nay, ta quan tâm hơn vậy niệm ma thân thể. Niệm ma thân thể, há là con kiến hôi có thể nắm trong tay. Dưới đài rất nhiều ma tộc cường giả nghe được niệm ma thân thể, sắc mặt đồng loạt đại biến. Niệm ma thân thể lại xuất hiện. Đây là vô số người trong lòng duy nhất thừa nhận ma đế đã từng có tồn tại. Nếu không phải ma đế chết, sợ rằng ma tộc đã sớm chinh phục toàn bộ linh võ đại lục. Ma tôn, nếu niệm ma thân thể xuất hiện, có cần hay không phái người tiến vào Cửu U quốc, cưỡng ép cướp đoạt? Dưới đài có người nói. Cửu Long trên ghế đá quân ma trần đột nhiên cười. Hắn nhìn lướt qua nói chuyện người nọ, nhàn nhạt nói tại sao phải cướp đoạt. Niệm ma thân thể, vậy cửu công chúa nắm trong tay không được, linh võ đại lục cao cấp thiên tài vậy nắm trong tay không. Thậm chí có thể nói, niệm ma thân thể có linh, có thể chấp trưởng chỉ có ma đế. Đáng tiếc ma đế bỏ mình à. Cũng đúng, nếu như hắn không chết, ta làm sao có thể ngồi ở vị trí này. Có vài người, bản đáng chết. Giờ khắc này, quân ma trần trên mặt viết đầy dữ tợn. Giống như một đầu tới từ địa ngục là máu hung thú. Tốt lắm, tất cả mọi người lui ra đi, cái này mấy ngày ta cảm ngộ mấy phần, cần bế quan đột phá, người bất kỳ không nên quấy nhiễu.
Ma Tôn. Rất nhanh, toàn bộ đền chỉ còn lại quân Ma Trần một người. Quân Ma Trần nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một đạo tà mị nụ cười, đi xuống cửu long ghế đá, ngón tay giữ chung một chỗ long đằng hình vẽ bên trên. Đột nhiên, cửu long ghế đá sau lưng vách tường mở ra. Cửu u ánh sáng chiếu sáng hết thảy. Đó là một cái thông hướng vực sâu hành lang. Quân Ma Trần hai tay chắp sau lưng, hướng chỗ sâu đi. Bên trong có động thiên khác. Dần dần, hết thảy rõ ràng. Một cái pho tượng to lớn hiện lên. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, pho tượng kia chính là Mi Tâm Ma Đế. Ma Đế uy trấn chín tầng trời, cố nhiên là pho tượng, nhưng là trông rất sống động, quanh thân lượn lờ huyết khí nồng nặc và ma khí. Quân Ma Trần ngưng mắt nhìn Ma Đế pho tượng, cười lạnh một tiếng, rồi sau đó, mở miệng nói, Ma Đế, khoảng cách ngươi chết bao lâu? Ngàn năm, 10.000 năm, vẫn là 100.000 năm. Một cái chớp mắt, thượng cổ đã là như vậy xa vời. Đúng rồi, có chuyện ngươi có thể không biết. Năm đó trận chiến ấy, ngươi bại không oan, dẫu sao, trận chiến ấy là ta duy nhất một lần và thần quốc liên thủ đây. Ta nếu không và thần quốc liên thủ, sợ rằng ngươi cũng sẽ không chết, ta cũng ngồi không được vị trí này. Loại cảm giác này thật không tệ, ha 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 ha. Đáng tiếc, ngươi cả đời cũng sẽ không biết điều bí mật này. Đáng tiếc, con gái ngươi bị ta cưỡng ép khốn tại Hải Ma. Đáng tiếc, cửu U Quốc và ma tộc chia lìa. Bất quá, ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhất thống ma vực. Đến lúc đó, ta liền không là Ma Tôn, ta là vạn cổ Ma Đế. Nháy mắt tức thì, ý định giết người phóng thích. Quân Ma Trần sau lưng xuất hiện chín đầu ma long. Thiên địa dị động. Cùng lúc đó, cửu U Quốc. Bầu không khí ngưng trọng. Dẫu sao ai cũng không nguyện ý cầm mình tánh mạng đánh cuộc. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, có một người thiên tài, dè dặt đi thần tâm đi ra ngoài điện. Cửu U Đế nhìn tên kia thiên mới rời đi hình bóng, trầm mặc. Nhưng cái gì cũng không có làm, tên kia thiên tài, cứ như vậy rời đi thần tâm điện. Mọi người thấy vậy, càng ngày càng nhiều người, đi thần tâm đi ra ngoài điện, thậm chí, liền Thạch Hoa cùng Triệu Luân, đều rời đi. Trong sân chỉ còn lại có le que mấy người. Diệp Thần có chút bất ngờ nhìn bên cạnh Sở Doanh một mắt, hỏi, Sở Doanh, ngươi cũng phải thử nghiệm tiếp nhận cái này niệm ma thân thể. Sở Doanh lắc đầu một cái, nghiêm túc nhìn Diệp Thần nói, ta thì tùy xem. Lúc này, thần tâm điện bên trong, chỉ còn lại Lam Vũ Phi, Sở Tiêu, Diệp Thần, Sở Doanh, cùng với một người mang mặt nạ thanh niên. Cửu U Đế nhìn mấy người tại chỗ, mở miệng nói, Lam Công Tử cùng Sở Công Tử, là ta trước thời hạn liên hệ tốt, cho nên, có hai chỗ là bọn họ. Còn như cái cuối cùng số người thì phải dựa vào các ngươi, tự đi tranh đoạt. Cửu U Đế vừa dứt lời, tên kia mang mặt nạ nam tử, liền đi tới trước, một bên tháo xuống mặt nạ, vừa hướng Diệp Thần cười nói, Diệp tiên sinh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mà ở đó tên nam tử, tháo mặt nạ xuống ngay tức thì, Diệp Thần bên cạnh Sở Doanh, nhưng là sắc mặt chợt biến đổi nói, là ngươi. Ngươi không phải chạy ra khỏi Cửu U Quốc liền sao? Tên kia nam tử, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, nhìn như, có chút bệnh rề rề hình dáng, nhưng là, trong phảng phất, nhưng cho Diệp Thần một loại, nguy hiểm cảm giác. Diệp Thần không khỏi nhướng mày một cái này nam tử rất cổ quái. Tại sao? Bởi vì, tên nam tử này tử rõ ràng là nửa bước phong môn tồn tại, nhưng là, cho hắn cảm giác nguy hiểm, lại là không kém chút nào bất kỳ phong môn cường giả. Lúc này, tên nam tử này từ hướng về phía Sở Doanh, lộ ra một cái âm u nụ cười nói. Sở tiểu thư, thật lâu không gặp à, ta vốn là cũng không muốn tới, nhưng là vương gia cam kết, nếu như ta có thể lần này thần tâm điện diễn võ tỉ thí, đánh chết lá lời tiên sinh, liền ra tay đem ta bảo vệ, ngươi nói như vậy điều kiện, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Diệp Thần nhìn Sở Doanh sắc mặt, có chút kỳ quái hỏi, Sở Doanh, thế nào? Hắn cho tới bây giờ không gặp qua Sở Doanh lộ ra như vậy thần sắc. Sở Doanh đột nhiên đưa tay ra, chặt chẽ kéo Diệp Thần ống tay áo nói, Diệp Thần, cự tuyệt hắn. Không nên cùng hắn tỉ thí. Người này, tên là Tống Độc, có một loại vô cùng là kinh khủng thể chất, tên là cửu U Độc Thể. Cái này cửu U Độc Thể,
cao hơn hậu thiên độc thể. Cũng mang cửu u ma khí. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Kỳ Lâm, sau đó hỏi Sở Doanh nói, như vậy cửu u độc thể và tiên thiên độc thể so sánh đâu? Sở Doanh liếc một cái Diệp Thần, cửu u độc thể tự nhiên không cách nào và tiên thiên độc thể như nhau, bởi vì là tiên thiên độc thể cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết, mà cửu u độc thể nhưng là thiết thiết thật thật tồn tại à. Cửu u độc thể, được gọi là phong môn dưới, không người có thể chịu đựng, cho dù là phong môn trung kỳ cường giả, sơ ý một chút, cũng có thể chết. Người này đã từng bởi vì cùng một cái cửu u con em của gia tộc phát sinh cãi vã, thuận tiện lấy hắn cửu u độc thể, đem cái gia tộc đó, phong môn dưới tồn tại, toàn bộ độc giết hầu như không còn. Vì vậy, bị cái gia tộc đó lão tổ đuổi giết. Diệp Thần, buông tha đi, mặt đối với người này, quá nguy hiểm. Tống Độc nghe vậy, cười híp mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, người thật muốn buông tha sao? Người buông tha, dĩ nhiên cũng có thể, nhưng là, người cảm thấy là hiện tại ở thần tâm điện bên trong, đối mặt ta tốt đây. Vẫn là, ở người sau khi rời đi, không lúc nào, không để phòng trước ta độc tốt đây. Cái này, liền do ngươi, tự lựa chọn đi. Sở Doanh nghe vậy, mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tống Độc, sát ý lăn lộn. Như nơi này, không phải thần tâm điện, không có cửu u đế diễn võ quy tắc nói, nàng hiện tại, liền muốn ra tay đem cái này Tống Độc đánh chết. Ngay tại lúc này, một cái tay, nhẹ nhàng rơi vào Sở Doanh đầu vai. Diệp Thần tay. Diệp Thần hướng về phía Sở Doanh, mỉm cười nói, Sở Doanh, ta, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sở Doanh sững sốt một chút, Diệp Thần vào lúc này, muốn hỏi gì? Nhưng nàng vẫn là gật đầu nói, ngươi hỏi. Nếu như ta chết, ngươi biết thương tâm sao? Tống Độc nghe vậy, lại là không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên nói, ha ha ha, tốt, Diệp tiên sinh, ngươi cái vấn đề này, hỏi thật tốt à, không nghĩ tới. Ngươi vẫn là một cái tỉnh thánh. Ha ha ha, chính là không biết vị này Sở tiểu thư, thấy ngươi thân thể, bị ta độc tố ăn mòn, toàn thân thối giữa dáng vẻ, còn biết hay không, giống như bây giờ quan tâm ngươi đâu. Sợ là đến lúc đó, liền xem ngươi một mắt, cũng sẽ không nhịn được, chán ghét được phun ra đi. Kỳ Lâm chân thực nghe không nổi nữa, đứng dậy, ngươi cái rác dưới độc thể, ai cho ngươi nói chuyện dũng khí. Ngươi nếu dám tổn thương Diệp Thần một chút, ta liền để cho ngươi ở vô tận trong thống khổ chết đi. Kỳ Lâm nổi giận. Cửu u độc thể cố nhiên cường thế, nhưng nàng làm là tiên thiên độc thể, có thể trong nháy mắt giết hết thảy độc thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều có chút kinh ngạc nhìn cái cô gái này. Cái này Diệp Thần là một người điên, không nghĩ tới bên người cô gái càng điên. Cửu u độc thể là rác rưởi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy thế gian chỉ sợ cũng không có trời mới. Tống Độc đối với Kỳ Lâm lời nói, nổi nóng vạn phần, ngươi tự tìm cái chết. Một giây kế tiếp, hắn bước ra một giọt máu tươi bên trong hàm chứa cửu u độc thể đáng sợ độc tính. Một khi đến gần, cái đó bé gái tất nhiên hóa là một bãi độc thủy. Tống Độc cười, cười vô cùng âm u, nhưng là rất nhanh. Hắn nụ cười cứng lên. Vậy máu tươi còn chưa đến gần Kỳ Lâm, lại giống như thấy cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại, lui trở về lòng bàn tay của hắn. Kỳ Lâm thấy một màn này, cười lạnh nói, rác rưởi chính là rác rưởi, liền máu tươi vậy không thả ra được, nếu như không phải là Diệp Thần có giao phó, ngươi chỉ sợ sớm đã chết. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi cái gì đó cho má cửu u độc thể, gặp ta cũng phải gọi ba ba. Diệp Thần chẳng ngờ Kỳ Lâm bại lộ tiên thiên độc thể, một cái ánh mắt tỏ ý. Kỳ Lâm thấy Diệp Thần ánh mắt, le lưỡi một cái, lui đến cửu công chúa sau lưng. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ bất quá làm một chàng náo nhiệt tới xem, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Sở Doanh trên mình. Sở Doanh lạnh lùng quét Tống Độc một mắt, không để ý tới sẽ, quay đầu hướng Diệp Thần, mặt đẹp bên trên một phiến chân thành nói, dĩ nhiên sẽ. Diệp Thần một bên hướng Tống Độc đi tới, vừa hướng Sở Doanh nói, đã như vậy, ta, liền tuyệt sẽ không ở ngươi trước mặt chết đi. Sở Doanh nghe vậy, mắt đẹp không khỏi một hồi chớp động, nàng trong mắt, hết thảy tâm trạng đều biến mất, chỉ còn lại có Diệp Thần hình bóng. Mà Tống Độc nhưng gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Kỳ Lâm, hắn nghĩ tới điều gì, nhưng là thay đổi ý nghĩ lại lắc đầu.
Tiên thiên độc thể không thể nào cất ở đây thế gian, mới vừa rồi, tất nhiên là trùng hợp. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Diệp Thần. Hắn thâm độc trong mắt bên trong, đột nhiên thoáng qua một hồi vặn vẹo mà điên cuồng tà khí, hướng về phía Diệp Thần rét lạnh nói, Diệp tiên sinh, người biết, ban đầu, ta tại sao giết cái đó cửu u gia tộc sao? Diệp Thần hai tay thuộc lòng, nhàn nhạt nói, người nói. Vừa vặn, hắn thần hồn mới vừa bị cửu công chúa tăng cường qua, vậy cần thời gian thích ứng một phen. Vậy Tống Độc lạnh lùng nói, đã từng, ta thích một người cô gái, người phụ nữ kia ở ta trước mặt vẫn luôn là một bộ thanh thuần trinh tiết hình dáng, ta còn lấy là nàng thật xem ta tưởng tượng như vậy băng thanh ngọc khiết, nhưng mà đâu? Nàng, căn bản là cái dâm đáng tiện nhân, ở ta trước mặt dáng vẻ, đều là chứa, cái đó ta nguyên lấy là băng thanh ngọc khiết cô gái, ở đó một cửu u gia tộc thiếu gia trước mặt, làm hết thảy, liền liền nhất hèn hạ kỹ nữ, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ chứ. Lúc ấy, ta liền muốn, giết nàng, giết cái này dối trá đồ đê tiện. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên cười như điên nói, người biết, sau đó thế nào sao? Vậy cửu u gia tộc thiếu gia nói ta bất quá là chỉ mang độc con cóc ghẻ. Người đàn bà nào, sẽ để ý ta? Tốt, thật rất tốt. Vừa nói, Tống Độc chợt mở ra hai tay băng vải, Diệp Thần nhìn lướt qua Tống Độc băng vải dưới da, không khỏi được con ngươi co rúm một cái. Tống Độc băng vải đã hạ thủ cánh tay, vô cùng là khủng bố, da gồ lên từng hạt tròn đủ mọi màu sắc độc viên. Cái này cửu u độc thể mặc dù cường hãn, nhưng là, cũng có khuyết điểm bưng, chính là sẽ tạo thành thân thể biến dị, theo Tống Độc tu vi, càng ngày càng mạnh, sau đó, hắn cả người, cũng sẽ thành được vô cùng là xấu xí. Diệp Thần nhìn một cái Kỷ Lâm, cũng may Kỷ Lâm độc thể không phải như vậy. Sau đó lãnh đạm nhìn Tống Độc, đột nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tống Độc sững sốt một chút, Diệp Thần, đây là cái gì phản ứng? Không khỏi hỏi, ngươi lắc đầu làm gì? Diệp Thần nhàn nhạt nói, không việc gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất đáng thương mà thôi. Ngươi nói gì sao? Tống Độc thanh âm trầm xuống, trong mắt sát ý gào thét, đáng thương. Ta có cái gì đáng thương? Đáng thương, là cái đó tự lấy là đối phương thích mình đồ đê tiện, và cái đó, bị ta giết cả nhà thiếu gia đi. Diệp Thần mặt không thay đổi nói, ngươi sở dĩ đáng thương, là bởi vì ngươi người lớn lên xấu xí cũng được đi, ngươi nội tâm bởi vì tự ti, mà đổi được hơn nữa không nhìn nổi, xem thường nhất ngươi thật ra thì không phải người khác, mà là. Im miệng, Tống Độc chợt quát lên một tiếng lớn, hắn không muốn nghe, hắn không muốn để cho Diệp Thần nói một chút. Diệp Thần, nhưng căn bản không có để ý Tống Độc chợt quát, tiếp tục nói, chính ngươi. Ta muốn ngươi chết. Tống Độc bị Diệp Thần trọt trúng trong lòng chỗ đau, ngay tức thì lâm vào cuồng bạo bên trong, không sai, hắn sở dĩ, làm những cái kia tàn nhẫn sự việc, bất quá, là bởi vì là hắn muốn hủy bỏ, hắn muốn che giấu, liền mình cũng xem thường chuyện mình thực mà thôi. Chỉ cần, cầm những người khác cũng đổi phải cùng hắn như nhau, như vậy, hắn Tống Độc không cũng chính là người bình thường sao? Nhưng là, Tống Độc nhưng vẫn không muốn thừa nhận. Âm một tiếng. Một đạo thảm màu xanh độc vật, chợt từ Tống Độc trên thân hình bộc phát ra, ngay tức thì, tràn ngập toàn bộ thần tâm điện. Thần tâm điện bên trong mọi người, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Cho dù là Sở Doanh, Sở Tiêu, Lam Vũ Phi như vậy phong môn cường giả, cũng là ở nơi này khói độc bên trong, chống lên hộ thể linh quang. Cái này khói độc, thật là mạnh. Nhưng mà mọi người hoàn toàn không có chú ý tới. Cái này khói độc căn bản không dám đến gần Kỷ Lâm 10 mét. Cửu công chúa nhích tới gần Kỷ Lâm mấy phần, sau đó âm thầm nhếch lên ngón tay cái. Kỷ Lâm thấy một màn này, khá là kiêu ngạo hất cằm lên, nhàn nhạt nói, chuyện nhỏ, ta lợi hại, ngươi không tưởng tượng nổi. Sở Tiêu và Lam Vũ Phi, cho dù lấy bọn họ như vậy phong môn cường giả thể chất, cũng không cách nào chịu đựng, nhất định phải dựa vào hộ thể linh quang ngăn cản, phỏng đoán. Cũng chỉ có ma khu võ giả, mới có thể dùng thân xác chống cự chứ. Cửu u độc thể, quả nhiên được. Hơn nữa, bọn họ còn chỉ là, bị lan truyền ra độc vật, ảnh hưởng mà thôi. Diệp Thần chỗ ở vị trí, mới là khói độc ngưng tụ chỗ. Có thể tưởng tượng được, đem Diệp Thần bao phủ độc, có đáng sợ dường nào. Nhưng là, đây vẫn chưa kết thúc. Lúc này Tống Độc, đã biến thành một cái toàn thân bích lục tồn tại.
một con bành trướng quái thủ, lại muốn trực tiếp hướng Diệp Thần thân thể một chụp đi, đồng thời, trong miệng gầm hét lên. Ta tự ti, ta là phong môn cảnh dưới cường giả vô địch, ta là dị bẩm thiên phú siêu cấp yêu nghiệt. Tương lai, thậm chí có thể nối thẳng ma linh, có tuyệt thế chiến lực, ta, có cái gì tốt tự ti. Mà ngươi đâu, ha ha, ta sẽ không trực tiếp đem ngươi giết chết, ta sẽ để cho ngươi từ từ nhận thức bị độc tố ăn mòn, thân thể biến dị thống khổ, chờ ngươi biến thành một bãi chỉ có thể ở trên đất ngọa nguậy thịt vụn thời điểm, sẽ biết, sốt cuộc, là ai tự ti. Ầm một tiếng, lại là một tiếng kinh thiên vang lớn, tống độc vậy chỉ vô cùng là kinh khủng độc thủ, lại là chân chân thiết thiết đánh trúng Diệp Thần thân thể. Sở Doanh thấy vậy, không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi nói, Diệp Thần. Lúc này, vậy tràn ngập toàn bộ thần tâm điện khí độc, đã bị mới vừa rồi nhất kích đánh sơ xác, mọi người thấy một màn trước mắt, không khỏi con người co rúm một cái. Diệp Thần, lại là tay không nắm thật chặt liền tống độc vậy chỉ độc thủ. Độc thủ bên trên phun trào ra chất lỏng màu xanh, vậy chất lỏng màu xanh phảng phất có sinh mạng vậy, đang liều mạng đi Diệp Thần bị thương ra bên trong chui vào. Sở Doanh mặt đẹp lập tức tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy gào lên, Diệp Thần. Mau buông ra. Nàng biết, Diệp Thần thể chất nghịch thiên, nhưng, đây chính là cửu u độc thể à. Cho dù là tống độc thả ra một tia khói độc, phong môn cường giả cũng không dám khinh thường, coi như Diệp Thần thể chất mạnh hơn nữa. Như thế nắm tống độc tay, vậy nhất định, sẽ bị độc tố ăn mòn đi. Phải biết, cửu u độc thể, nhưng mà không có giải dược à. Bị độc tố ăn mòn, căn bản, cũng chỉ có một kết quả, chết. Mà Sở Tiêu chính là sắc mặt khinh thường nhìn Diệp Thần, cái này Diệp Thần, quá ngu xuẩn. Vốn là, Diệp Thần một kiếm đánh bại Tiêu Thành, Sở Tiêu còn đối với Diệp Thần, coi trọng một chút, nhưng là, bây giờ thế nào? Diệp Thần lại. Rốt nát đến trực tiếp lấy tay, đi đón tống độc độc trưởng. Điều này hiển nhiên, là vô cùng là bất chí lựa chọn, bất kỳ đang chiến đấu trên có chút thiên phú võ giả, cũng sẽ không ở dưới tình huống này, làm ra như vậy quyết định. Cách làm chính xác, hẳn là trước cùng tống độc kéo ra khoảng cách, sau đó, lại dùng Diệp Thần kiếm pháp, có ở đây không cho tống độc gần người cơ hội dưới tình huống, đem đánh bại. Ở Sở Tiêu xem ra, Diệp Thần thiên phú chiến đấu, quá yếu. Mà Lam Vũ Phi, chính là hơi cau mày, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần, lại sẽ chọn trực tiếp tiếp lấy tống độc bàn tay, Diệp Thần rõ ràng có vậy cực kỳ kinh khủng kiếm pháp, hắn, tại sao không cần đâu. Nghĩ tới đây, Lam Vũ Phi ánh mắt, đột nhiên chớp mắt. Chẳng lẽ, mà ngồi ở chủ vị lên cửu u đế thấy vậy, cũng là khẽ lắc đầu, vốn là, bởi vì Diệp Thần trên mình quen thuộc hơi thở. Cửu u đế còn đối với cái này tu vi chỉ có tạo hóa cảnh giới võ giả, khá kỳ hạn đợi. Nhưng là, hiện tại, Diệp Thần để cho hắn thất vọng. Mà lúc này, tống độc bàn tay bị Diệp Thần bắt, hắn nhưng là mặt mày vui mừng cùng khinh thường, nhìn Diệp Thần, tựa như liền đang nhìn một người chết, hiện tại, chỉ phải đợi Diệp Thần độc phát bỏ mạng là được. Bất quá, hắn đối với cái kết quả này, ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Hắn nhìn Diệp Thần bình tĩnh thần sắc, cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi nhìn như, ngược lại là rất bình tĩnh à. Không biết, chờ lát thời điểm độc phát, ngươi thân thể biến dị thời điểm, hoàn có thể hay không như thế ổn định. Diệp Thần không nói gì, chỉ là như thế bình tĩnh nhìn hắn. Tống độc hừ lạnh một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi đến hiện tại, còn muốn làm ra vẻ. Ngươi ngược lại là dùng kiếm ngươi chém ta à, kiếm pháp của ngươi. Không phải rất nghịch thiên sao? Ngươi ngược lại là xuất kiếm à? Ừ. Mà Diệp Thần, vẫn yên lặng. Tống độc tiếp tục nói, ngươi lấy là ta không biết. Ngươi sử dụng kiếm pháp, đối với ngươi thân thể, gánh vác cực lớn chứ? Trước, ngươi cùng Tiêu Thành lúc động thủ, đã dùng qua một lần, hiện tại, chỉ sợ là, không dùng được liền chứ? Hiện tại, đừng nói là xuất kiếm, ngươi vì áp chế độc tố, ngay cả lời, cũng không nói được liền chứ? Nói thật, cho dù là tống độc, đối với Diệp Thần kiếm pháp, cũng là khá là kiêng kỵ, nhưng là, hắn đã sớm lấy được Vương gia gia chủ cho hắn tin tức, cái này Diệp Thần kiếm pháp, mặc dù cường hãn, nhưng là, có hạn chế cực lớn. Lam Vũ Phi nghe vậy âm thầm gật đầu, và hắn đoán như nhau, Diệp Thần kiếm pháp, quả nhiên, có hạn chế. À, Diệp Thần, cuối cùng mở miệng,
hắn nghiền ngẫm nhìn Tống Độc nói, người xác định, ta không cách nào lại xuất kiếm sao? Diệp Thần lời vừa nói ra, mọi người thần sắc, cũng mơ hồ có chút thay đổi. Diệp Thần, tại sao có thể nói chuyện? Diệp Thần, không phải hẳn ở áp chế Tống Độc cửu u độc thể độc tố sao? Liền Tống Độc, cũng có chút ngu, hắn nụ cười trên mặt đọng lại, có chút không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao, hoàn có thể nói chuyện. Dần dần, Tống Độc hai hàng lông mày khóa chặt, hắn rốt cuộc, phát hiện sự việc có chút quỷ dị. Lúc này Diệp Thần, nơi nào giống như là dáng vẻ giả vờ. Tay hắn, vẫn nắm thật chặt Tống Độc cổ tay, tựa hồ đối với không ngừng tràn vào mình trong cơ thể nọc độc, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, coi như muốn gắn, cũng hẳn trước buông tay đi. Tống Độc sắc mặt, dần dần có chút thay đổi, hắn nhìn Diệp Thần ánh mắt, cũng thay đổi được kinh hoàng. Nói chuyện, Diệp Thần ngưng mắt nhìn Tống Độc, cười nhạt nói ta, tại sao không thể nói chuyện. Vừa nói, Diệp Thần con ngươi, ngay tức thì băng lạnh xuống, hắn cầm Tống Độc tay, vậy bắt đầu phát lực. Đợi một chút, chấm, Tống Độc cảm nhận được trên tay xông ra cự lực, Tống Độc sắc mặt, rốt cuộc hoàn toàn thay đổi, hắn hoảng sợ la lên, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra à? Sắc sắc một tiếng giòn giã, Diệp Thần, lại gắng gượng, đem Tống Độc vậy chỉ độc thủ, trực tiếp bóp nát. Một khắc sau, Tống Độc kêu lên, hoàn toàn biến thành kêu thảm thiết. À, tay ta à? Hắn điên cuồng lui về phía sau trước, cực độ sợ hãi nhìn Diệp Thần, điên cuồng hét lên, làm sao có thể? Ngươi, không phải hẳn đã trúng độc sao? Tại sao, một chút ảnh hưởng cũng không có? Không thể nào, cái này không thể nào à? Tống Độc độc, từ ra đời tới nay, liền cho tới bây giờ không để cho hắn thất vọng qua, bất luận là cường hãn dường nào đối thủ, cũng chỉ có thể ở hắn độc tố bên trong vùng vẫy, kêu khóc, chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, cuối cùng chết đi. Cho nên, hắn đối với mình độc, có tuyệt đối tự tin. Nhưng là, lần này, hắn sai rồi. Hắn độc, đừng nói giết chết Diệp Thần, thật là, liền tổn thương cũng không đả thương được Diệp Thần à. Tống Độc, lúc nào gặp được loại chuyện này? Cái này Diệp Thần thể chất, kết quả có nhiều nghịch thiên à. Mới có thể ngăn cản cửu u độc thể độc tố. Bây giờ Tống Độc, kia còn có cái gì dữ tợn, tàn khốc hình dáng. Thật là, đều phải ở Diệp Thần trước mặt hỏng mất. Diệp Thần cười lạnh nói, bằng ngươi, làm sao có thể suy đoán ta là hạng tồn tại. Ngươi lấy là, có cái gọi là cửu u độc thể, liền vô địch. Ha ha, ếch ngồi đáy giếng thôi. Cái này cửu u độc thể, ngược lại cũng không có thể tính yếu, tiến vào Diệp Thần thân thể sau đó, cũng để cho hắn, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Thần, có bất hủ thần thể và ma khu, còn có nghịch thiên luân hồi huyết mạch. Thức tỉnh xích trần thần mạch, lại là không sợ hết thảy độc. Nếu như, còn có thể bị còn con này cửu u độc thể làm bị thương, vậy, mới thật sự là cười nhạo. Mà Sở Tiêu, Lam Vũ Phi, thậm chí là cửu u quốc cửu u đế cùng Hoàng Phi, đều kinh hãi à. Đây chính là cửu u độc thể à. Ở phong môn cảnh trở xuống, quả thật có thể coi như là vô địch tồn tại, liền bị Diệp Thần, như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản. Vốn là, bọn họ cũng lấy là, Diệp Thần kiếm, là hắn địa phương mạnh nhất. Hiện tại, bọn họ mới biết, nguyên lai, Diệp Thần thể chất, mới là kinh khủng nhất à. Thể chất này, đủ để gọi là vạn cổ đệ nhất chứ. Mà Tống Độc, đối mặt từng bước hướng mình đi tới Diệp Thần, cố đè xuống sợ hãi trong lòng, phát ra một tiếng gầm hét lên, vô liêm sỉ. Coi thường ta độc tố, thì thế nào? Ta có thể dễ như trở bàn tay chém chết phong môn nhất tầng thiên. Diệp Thần làm biếng nhìn Tống Độc nói, hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Hiện tại, biết Tống Độc cửu u độc thể bất quá như vậy sau đó, Diệp Thần đã đối với Tống Độc không có gì hứng thú. Tống Độc mắt gặp Diệp Thần, đối với mình thực lực, bất tiết nhất cố hình dáng, không khỏi trong lòng giận dữ. Tạm thời bây giờ, Tống Độc, thậm chí liền đối Diệp Thần có thể khắc chế mình cửu u độc thể sợ hãi đều quên, chợt phát ra một tiếng giống giận, cả người khí độc, phóng lên cao. Độc Long Trưởng, Tống Độc quát lên một tiếng lớn, quanh thân xanh biếc độc tố nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái xanh biếc hình rồng, ngang trời ngâm khiếu, lân chảo rõ ràng. Cái này độc long,
lại là trông rất sống động, Tống Độc cái này Độc Long Trưởng, cảnh giới quả thực không thấp. Mà Độc Long Trưởng bản thân, chính là thượng cổ trưởng pháp, cho dù mất đi kịch độc, uy lực, vậy không thể khinh thường. Vậy Độc Long mắt rồng bên trong, huyết quang chớp mắt, liền hướng về phía Diệp Thần, bay sông lên đi, lại là oai rồng cuồn cuộn, đánh đâu thắng đó. Diệp Thần lạnh lùng nhìn dương nanh múa vuốt, hướng mình bay tới Độc Long, sắc mặt vẫn không có chút nào dao động, hắn tay phải động một cái, thú hủ kiếm, lần nữa rơi vào trong tay. Cái gì, Lam Vũ Phi các người, không khỏi đôi mắt chừng một cái. Diệp Thần làm sao, lại đem thanh kiếm này, nắm trong tay, hắn không phải, không cách nào thi triển kiếm pháp sao? Tống Độc thấy vậy, cũng là sắc mặt cuồng biến, nguyên bản liền khuôn mặt tái nhợt. Ngay tức thì màu máu hoàn toàn không có, hắn hướng về phía Diệp Thần điên cuồng hét lên, phô trương thanh thế, ngươi tuyệt đối không cách nào lại thi triển kiếm pháp kia, hiện tại cầm xuất kiếm tới, thì có ích lợi gì? Chịu chết đi, Diệp Thần, ở lão tử Độc Long dưới, hóa là bụi đất đi. Phải không, Diệp Thần lơ đễnh, cả người sát khí ngưng tụ, giống như cửu u mà đến tử thần, tay cầm trường kiếm, thu hoạch sinh mạng. Thú hủ kiếm động, kiếm quang hiện. Ở giữa thiên địa, tựa như đều ở đây cái này phù dung sớm nở tối tàn vậy, chớp mắt rồi biến mất kiếm quang bên trong, chia làm hai. Lam Vũ Phi đám người sắc mặt, đã biến thành chấn động tùng. Kiếm ý này, xuất hiện lần nữa. Diệp Thần, lại thật có thể, liên tục thi triển cái này thần ma kỹ giống vậy kiếm pháp. Lam Vũ Phi không nhịn được nuốt nước miếng một cái, như vậy, Diệp Thần thực lực, hiện tại, liền hắn đều không cách nào kết luận. Không, không thể nào. Tống Độc điên rồi, kinh hoàng được thần hồn đều phải tiêu tán, hắn nơi nào hoàn quản cái gì vương gia nhiệm vụ, nơi nào hoàn quản cái gì muốn cho Diệp Thần thân thể biến dị, thể nghiệm tuyệt vọng. Hiện tại, hắn nghĩ, chỉ có trốn, chỉ có dùng nhanh nhất tốc độ, rời đi cái này ma thần nhân vật tầm thường à. Hắn hối hận, vô cùng được hối hận, nếu là sớm biết cái này Diệp Thần, là một như vậy nghịch thiên tồn tại. Vương gia chính là cầm vị trí gia chủ nhường cho hắn, hắn vậy sẽ không tiếp nhận đánh chết Diệp Thần nhiệm vụ à? Tống Độc quanh thân sương mù xanh đằng đằng, bao quanh hắn hướng thần tâm ngoài điện cực nhanh chạy trốn, tốc độ không chậm chút nào. Thậm chí, có thể cùng Diệp Thần thi triển bách bộ trục điện lúc tốc độ, tương đề tịnh luận. Thậm chí, còn muốn so thi triển bách bộ trục điện Diệp Thần, mau hơn một tia. Nhưng là, hữu dụng không? Tống Độc tốc độ mau hơn nữa, mau qua Trảm Thiên Nhất Kiếm sao? Đầu kia nhìn như uy thế vô cùng Độc Long, ở Diệp Thần kiếm quang hiện lên trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu tán, liền một chút dấu vết cũng không có để lại. Tiếp theo, đã trốn ra thần tâm điện ra Tống Độc, liền sau đó một khắc, bạo tán thành một hồi xương máu. Thậm chí, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền thần hồn, cũng cùng nhau bị mất đi. Cái này có kinh khủng cửu u độc thể yêu nghiệt, cứ như vậy, bị Diệp Thần dễ dàng chém giết, hoàn toàn từ trên thế giới biến mất, liền tựa như, chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Diệp Thần thu kiếm, đối với mình cái này chém một cái, vẫn là khá là hài lòng. Mới vừa rồi, hắn sở dĩ nghe Tống Độc như vậy nhiều nói nhảm, thậm chí, hoàn bắt được Tống Độc tay yên lặng không nói, chỉ là, ở thích ứng bị cửu công chúa cường hóa thần hồn. Lấy thi triển cực hạn Trảm Thiên Nhất Kiếm mà thôi. Hắn quay đầu, phát hiện Lam Vũ Phi, Sở Tiêu các người, nhìn hắn ánh mắt, đều thay đổi, nếu như Diệp Thần chỉ có thể thi triển một lần Trảm Thiên Nhất Kiếm, như vậy, bọn họ có lòng tin chiến thắng Diệp Thần, thậm chí, có thể ung dung thủ thắng. Trảm Thiên Nhất Kiếm tuy mạnh, chỉ có một kích nói, bọn họ cũng có lòng tin có thể chặn. Nhưng là, nếu như Diệp Thần, có thể không ngừng thi triển kinh khủng này kiếm pháp, liền hoàn toàn khác nhau, hiện tại, bọn họ nếu là đúng lên Diệp Thần, cũng không dám bảo đảm nhất định có thể chiến thắng hắn. Kỷ Lâm đi tới Diệp Thần bên người, nghiêm túc nói, Diệp Thần, nếu như ta đạt tới hắn cảnh giới, người có thể không có tư cách thi triển một kiếm. Cho nên, cố gắng nhiều hơn đi, tu luyện đường xá, phải bị được cô quạnh. Cái đó gọi Sở Doanh thật giống như đối với người có ý tứ, nhưng là đừng quên tỷ tỷ ta so nàng xinh đẹp. Ai, người trưởng thành thế giới thật phức tạp. Người như thế yêu làm ra vẻ, lại vẫn có nhiều người như vậy thích. Diệp Thần, Sở Doanh, mà ngồi ở chủ vị trên cửu U Đế thấy vậy,
cũng không khỏi được ho khan một tiếng. Nếu ba tên tiếp nhận niệm ma thân thể người hậu tuyển đều đã chọn lựa, như vậy, cũng nên tiến hành chuyển độ nghi thức. Rất nhanh, Diệp Thần, Sở Tiêu cùng Lam Vũ Phi, liền cũng đi tới Cửu U Đế chủ tọa trước, Sở Tiêu cùng Lam Vũ Phi cung kính hành lễ nói, gặp qua Cửu U Đế, Hoàng Phi, Cửu Công Chúa. Cửu U Đế, mặt đầy gay gắt địa đối ba người nói. Ba vị, đều là tuyệt thế thiên tài, nguyện ý xuất thủ tương trợ tiểu cửu, chính là ta Cửu U Quốc Hoàng thất ân nhân, bất luận thành công hay không, ba vị đều là ta Cửu U Quốc khách quý, bổn vương, cảm ơn trước. Lý Hoàng Phi cũng là mắt đẹp bên trong, hơi nước cùng nhau, hướng về phía ba người hành lễ nói, thiếp vậy cảm ơn ba vị thiên tài, xin ba vị thiên tài, nhất định phải mau cứu cái này đáng thương đứa nhỏ. Diệp Thần ba người cũng đáp, tại hạ tất đã hết lực mà là. Tiếp theo, Cửu U Đế liền đối với vậy hạ người nói, truyền hoàng cung phụng tới. Rất nhanh, một người vóc người gầy xuống, sắc mặt vàng khè, giữ lại một đạo hoa dâm để râu dê, nhìn khá là già nua ông già, liền bước vào thần tâm trong điện. Ông cụ này, lại cũng là một người phong môn cảnh đỉnh cấp cường giả. Tên này hoàng cung phụng, vừa vào thần tâm điện, ánh mắt, liền rơi vào Diệp Thần trên thân ba người, rất nhanh, cái này hoàng cung phụng. Chính là nhướng mày một cái, hướng về phía Cửu U Đế nói. Bệ hạ, ta không phải để cho ngài, đem trên đăng huyền bảng hạng trước 30 thiên tài thanh niên mời tới sao? Cái này mấy người, cũng không phải là vậy 30 người ở giữa chứ? Lam Vũ Phi và Sở Tiêu nghe vậy, đều là sắc mặt trầm xuống, cái này hoàng cung phụng là chuyện gì xảy ra? Ý nói, không phải là xem thường mình sao? Nhưng là, đối phương, dẫu sao là Cửu U cung phụng. Lại là phong môn cảnh cường giả đỉnh phong, Lam Vũ Phi và Sở Tiêu, nên cũng không dám nói gì. Mà Diệp Thần, thì là một bộ sao cũng được hình dáng, hắn bỏ mặc cái này hoàng cung phụng không cung phụng, chỉ cần, mình có thể được vậy niệm ma thân thể, là đủ rồi. Mà đế cần, hắn thể vậy phải lấy được. Mà Cửu U Đế cũng là cười khổ nói. Vậy trên đăng huyền bảng thiên tài, cho dù là chúng ta Cửu U Quốc cũng không dám coi thường. Há là như vậy dễ dàng có thể mời tới. Chính là bọn họ cự tuyệt bổn vương cũng không có thể làm gì, huống chi, trong đó, bổn vương có thể liên lạc với, cũng không quá 3-4 người mà thôi, Sở công tử cùng Lam công tử có thể tới, đã là vạn hạnh. Lam Vũ Phi và Sở Tiêu nghe vậy, thần sắc lúc này mới hòa hoãn một phần. Nhưng là, tên kia hoàng cung phụng, vẫn lắc đầu nói. Cửu U Đế. Chuyện này quan hệ đến Cửu công chúa tánh mạng, không thể không cẩn thận, xin thứ cho lão thần nói thẳng, cái này mấy người, sợ rằng không có tiếp nhận niệm ma thân thể tư cách. Vừa nói hắn cố ý nhìn Diệp Thần một mắt, lạnh lùng nói, không lành lặn thần mạch. Không tệ, nhưng là, người còn quá trẻ một chút, lấy người bây giờ thực lực, không đủ, xa xa không đủ. À, Diệp Thần hơi có vẻ cân nhắc nhìn Hoàng cung phụng một cái nói, tiền bối thật khẳng định như vậy. Hừ, không biết trời cao đất rộng, cái này niệm ma thân thể khủng bố, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Hoàng cung phụng hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Lam Vũ Phi đám người sắc mặt, hướng về phía Cửu U Đế cung kính nói. Bệ hạ, nếu như không tìm được thích hợp thiên tài, lão thần ngược lại là có một thí sinh thích hợp, hơn nữa, người này, lão thần hiện tại đã đem hắn mời nhập trong điện. À, Cửu U Đế nghe vậy, cặp mắt sáng lên. Khá là mừng rỡ hỏi, cái này là người phương nào, Hoàng cung phụng có thể hay không đi trước giới thiệu một chút. Mặc dù, làm như vậy, có chút thật xin lỗi Lam Vũ Phi, Diệp Thần các người, nhưng là, dẫu sao vẫn là con gái mình tánh mạng trọng yếu nhất, nếu có thích hợp hơn thí sinh, dĩ nhiên, muốn chọn người kia. Hoàng cung phụng lạnh nhạt nói, người này, đến từ thần quốc. Cố nhiên thần quốc và Cửu U có chút mâu thuẫn, nhưng đó là thượng cổ. Hôm nay quan hệ đến công chúa tánh mạng, ta cảm thấy ân oán hẳn thanh toán xong. Cái gì? Chấm hỏi, nghe được Hoàng cung phụng lời ấy, tại chỗ, trừ Diệp Thần, đều là kinh hô thành tiếng. Thần quốc thiên tài. Phải biết, thần quốc võ giả vậy đều là cực kỳ thần bí tồn tại à. Giống như là không thể nào rời đi thần quốc, đi ra bên ngoài. Cửu U quốc ngoại giới lời đồn đãi không sợ thần quốc, nguyên nhân lớn nhất phải. Vị kia rơi xuống ma đế ở Cửu U bày qua nghịch thiên Cửu U trận pháp. Có trận pháp này ở đây,
thần quốc không thể nào đối với cửu U ra tay. Nhưng nếu quả thật bàn về thực lực, cửu U quốc muốn đối kháng thần quốc, rất khó. Mà thần quốc võ giả thực lực, đại đa số người, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, chính là những võ giả này, cũng vô cùng là khủng bố. Mà cửu U đế và Lý Hoàng Phi, ngược lại là không có bất kỳ bất mãn, vội vàng nói, mau mau mau. Hoàng cung phụng mau đem vị này thần quốc thiên tài, mời nhập trong điện. Hoàng cung phụng lão mang trên mặt vẻ đắc ý, nhìn Diệp Thần các người một mắt, liền khom người đáp, ta vậy thì đi đem vị thiên tài kia mời tới. Nói xong, Hoàng cung phụng liền đi thần tâm đi ra ngoài điện. Diệp Thần ngược lại là không có gì tỏ thái độ, nhưng mà, hắn nghe được ấn đường ma đế truyền đến chấn nộ thanh âm. Thân là cửu U đế, lại đối với thần quốc thái độ như thế. Có lẽ, loại người này, không có tư cách chấp trưởng cửu U. Chấp trưởng cửu U người, phải có thiên địa kiêu ngạo, không sợ hết thảy. Người này, căn bản không hợp cách, không xứng xưng đế. Thằng nhóc, người có bằng lòng hay không chấp trưởng cửu U? Diệp Thần cười khổ một tiếng, cửu U đế nói thế nào đi nữa cũng là thái hư cảnh, hắn cũng không dám đoạt quyền. Rất nhanh, ngoài điện liền đi tới hai đạo thân ảnh. Một người, dĩ nhiên là Hoàng cung phụng. Mà một người khác, thì tại xuất hiện ngay tức thì, liền hấp dẫn thần tâm trong điện tất cả mọi người ánh mắt, bao gồm Diệp Thần, cũng ánh mắt đông lại một cái, hướng người này nhìn. Chỉ gặp thần tâm ngoài điện, đi tới một người 20 hơn tuổi thanh niên mặt mũi thanh tú, đôi môi răng trắng, mày kiếm mắt sáng sủa. Bất quá hắn khóe miệng, nhưng cầu một tia ngạo mạn nụ cười, tựa hồ thế gian hết thảy, ở hắn trong mắt cũng chẳng qua là đồ chơi thôi. Mà hắn ăn mặc một kiện chất liệu kỳ lạ áo bào đen, trên hắc bào, mình in một cái kỳ dị phù văn này bên trong, tựa hồ hàm chứa lực lượng thần bí nào đó. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là, thanh niên này, bất ngờ, đã là một người phong môn cường giả. Khí tức trên người thậm chí ép tới gần phong môn tầng ba thiên. Như vậy lớp và tu vi, so Lam Vũ Phi và Sở Tiêu, tươi đẹp hơn. Cái này tư chất, vậy quá kinh khủng đi. Liền liền Lam Vũ Phi và Sở Tiêu, gần đây lấy tư chất kiêu ngạo, tự nhận là tu hành tốc độ, khoáng cổ tuyệt kim, nhưng là xem đến thanh niên, ánh mắt vậy mở đi mấy phần. Đừng xem chỉ kém không tới mấy tuổi, nhưng là, cái này thời gian, đối với xem bọn họ cái này loại đẳng cấp thiên tài mà nói, đã có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều. Tên kia thần quốc thanh niên, bước vào đại điện sau đó, liền cười hì hì đi tới cửu U đế ngai vàng trước, tùy ý thi lễ nói, gặp qua cửu U đế, ta kêu mục dã, là thần quốc mục gia người. Nhìn dáng dấp, lại hướng về phía thái hư cảnh cửu U đế, không có bao nhiêu tôn kính hình dáng. Dẫu sao, ở thần quốc người xem ra, thần quốc gia võ giả, cũng chẳng qua là sơ đẳng người thôi, coi như là cửu U đế, cũng không quá như vậy. Vị kia viễn cổ ma đế cũng bỏ mạng ở bọn họ thần quốc trong tay. Thần quốc người, có đầy đủ kiêu ngạo. Mà mục dã, vậy hoàn toàn không sợ cái này cửu U đế, thật dám đối với hắn như thế nào, hắn tự nhiên có ứng đối phương pháp. Mà mục dã trước người cửu U đế đâu? Cái này ở cửu U quốc bên trong, địa vị nhất là tôn sùng vương giả, đối mặt cái này bất cần đời thiếu niên thái độ, nhưng không chút nào có vẻ tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa đối với hắn nói. Nguyên lai là mục dã công tử, hoan nghênh mục công tử, đi tới cửu U quốc. Diệp Thần thấy một màn này, trong mắt cũng có chút thất vọng. Hắn rốt cuộc rõ ràng ma đế những lời đó. Ma vực thay đổi, cửu U và ma tộc đều thay đổi. Ma đế không có ở đây, uy lực còn lại dần dần tiêu tán. Vậy là ma kiêu ngạo, đã biến mất. Không chỉ ma đế lòng nguội lạnh, Diệp Thần giống vậy lòng nguội lạnh. Tiếp theo, cửu U đế liền chuyển hướng Hoàng cung phụng nói, được, rất tốt, Hoàng cung phụng, mau mau chuẩn bị chuyển độ nghi thức đi. Hoàng cung phụng cười híp mắt gật đầu nói, lão thần cái này liền chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, vậy thần quốc thiên tài mục dã lại đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Mục dã mặc dù quát bảo ngưng lại cửu U đế, nhưng là, cửu U đế nhưng vẫn mặt nở nụ cười hướng về phía mục dã hỏi, làm sao? Mục công tử còn có yêu cầu gì sao? Mục dã gật gật đầu nói, muốn ta ra tay, có thể, nhưng là, ta có cái điều kiện.
Cửu U Đế nói, Mục công tử mời nói, cũng phải cần cái gì thù lao sao? Thù lao, Mục Dã Thanh Tú trên gương mặt, lộ ra vẻ tươi cười, nói, ý ngươi là, ngươi Cửu U quốc tài nguyên, so ta thần quốc phong phú hơn. Ta còn muốn đến ngươi cái này Cửu U quốc tới tìm muốn thù lao. Nếu như viễn cổ Cửu U, ta có thể cảm thấy hứng thú mấy phần, nhưng là hiện tại, Cửu U sớm thì không phải là cái đó Cửu U, ngoại giới lời đồn đãi Cửu U có thể chống lại thần quốc, Cửu U đế, cảm thấy thật có tư cách chống lại sao? Bất kính, thật to bất kính, cái này Mục Dã, lại là trực tiếp chống đối liền Cửu U đế. Cho dù là mới vừa rồi một mực vẻ mặt ôn hòa Cửu U đế, cũng là trên mặt lóe lên một tia lãnh sắc, bình thường, ai dám theo hắn nói như vậy lời. Nhưng là, đối mặt cái này Mục Dã, Cửu U đế, vẫn còn là nhịn. Thần quốc gia tộc, hắn chẳng ngờ thụ địch. Cửu U quốc chỉ muốn an ninh. Trước đó Cửu U đế có thể muốn là ma đế báo thù. Nhưng đã đến hắn cái này một đời, hắn chỉ muốn bảo vệ cái này Cửu U quốc. Cửu U đế áp chế nội tâm tức giận, nghĩ đến Cửu công chúa bệnh tình, nói, bổn vương không phải cái ý này, Mục công tử mời nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Mục Dã khẽ cười nói, vậy không việc gì, một chuyện rất đơn giản. Vừa nói, hắn ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía Lam Vũ Phi, Sở Tiêu và Diệp Thần nói, để cho mấy người này, cho ta lăn ra ngoài, bọn họ, không có tư cách cùng ta đứng chung một chỗ. Lần này, Sở Tiêu các người, rốt cục thì nhìn không nổi nữa. Hoàn toàn bộc phát. Thần quốc thiên tài thì thế nào? Ngươi thiên phú là không tệ, nhưng là, cảnh giới của ngươi. Và chúng ta chênh lệch không lớn, liền dám như thế làm nhục. Nếu như bọn họ còn có thể phải nhịn xuống, liền không phải trên đăng huyền bảng thiên tài. Sở Tiêu một đôi tròng mắt thiêu đốt sát ý, cười lạnh nói, Mục công tử. Ngươi có phải hay không quá để ý mình? Lam Vũ Phi vậy lạnh lùng nói, chúng ta không có tư cách. Mục công tử, mặc dù ngươi là thần quốc thiên tài, nhưng là, ngươi xác định, ngươi có tư cách, đối với chúng ta nói như vậy nói sao? Nếu như ta không nhìn lầm, người tu vi, còn không bằng chúng ta hai người chứ. Diệp Thần không nói gì, nhưng là, nhìn Mục Dã ánh mắt, cũng là băng hàn đến trình độ cao nhất. Cái này đến từ ấn đường ma đế tức giận. Hơn nữa, đối với niệm ma thân thể, hắn thế ở tất được, cho dù là cái này thần quốc thiên tài, vậy ngăn cản không được hắn đường. Cái này, chấm, Cửu U đế cũng là mặt hiện vẻ do dự, dẫu sao Lam Vũ Phi các người. Đều là hắn mời tới, mới vừa hoàn đối với người ta hòa nhã, nói là cái gì Cửu U quốc khách quý, hiện tại, xoay mặt cũng không nhận người. Như vậy, không thể nghi ngờ là đem Lam Vũ Phi mấy người, đắc tội chết. Phải biết, cái này trên đăng huyền bảng thiên tài, đều có lên cấp thái hư cảnh có thể à, mỗi một cái cũng không thể coi thường, nếu như tương lai, bọn họ bên trong, thật sự có người lên cấp thái hư, vượt qua mình. Hậu quả kia rất nghiêm trọng. Mục Dã nghe vậy, lạnh lùng quét Sở Tiêu và Lam Vũ Phi một mắt, nhàn nhạt nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, mình cút. Ngươi nói gì sao? Ha ha, để cho ta cút, ngươi không xứng. Sở Tiêu và Lam Vũ Phi hai người, cả người hơi thở cùng nhau, thần tâm trong điện ngay tức thì bùng nổ một cổ ngút trời uy thế, cái này hai người, lại cũng nhẫn không đi xuống, muốn trực tiếp đối với Mục Dã ra tay. Đây là, Cửu U đế, chợt hét lớn một tiếng nói, tất cả dừng tay. Vừa nói, hắn cả người thái hư cảnh uy áp, hoàn toàn bùng nổ, lại là khoảnh khắc gian, liền đem Sở Tiêu cùng Lam Vũ Phi hai người hơi thở mất đi, hai người nhìn về phía Cửu U đế, trong mắt đều là không khỏi được thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Thái hư cảnh cường giả, quả nhiên cực kỳ kinh khủng. Cho dù bọn họ hai người, đều là tuyệt thế thiên tài, có hy vọng lên cấp thái hư cảnh. Nhưng hiện tại, nếu như Cửu U đế muốn đánh chết hai người, chắc hẳn, vậy không phí nhiều sức chứ. Cửu U đế nhìn mấy người, thở dài một tiếng nói, nếu như vậy, liền lại tiến hành một tràng diễn võ đi, người thua rời đi thần tâm điện. Thật ra thì, ở hắn trong lòng, đã quyết định để cho Mục Dã tới tiến hành nghi thức, tiếp nhận niệm ma thân thể, nhưng là, tổng không thể bởi vì Mục Dã một câu nói, liền đem Lam Vũ Phi các người đuổi đi chứ. Vẫn là cho Lam Vũ Phi các người một cái dưới bậc thang. Đây là đế vương chi đạo. Cửu U quốc đã không lại là trong truyền thuyết cường thế, bế quan tỏa quốc, vừa phải cẩn thận ma tộc quân ma trần,
như còn phải lo lắng thần quốc, vậy thì phiền toái. Nhưng là, Mục Dã nhưng cũng không hài lòng, hắn mặt hiện vẻ không vui, thanh âm lạnh như băng vang lên, phiền toái, loại người này, còn không đáng ta thần quốc ra tay. Cửu U Đế sắc mặt biến đổi, mới vừa muốn nói gì lúc đó, một cái thanh âm, liền ở thần tâm trong điện vang lên. À, thần quốc thiên tài, có cái gì tốt ra vẻ, như là sợ mà nói, ngươi, có thể không thể so với. Sau đó, lăn ra khỏi cái này cửu U quốc. Diệp Thần thanh âm. Diệp Thần nói xong, toàn bộ thần tâm trong điện, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Mà Hoàng Cung Phụng và cửu U Đế, Lý Hoàng Phi, đầu tiên là rung động, khó tin, tiếp theo, lại mặt lộ vẻ tức giận nhìn về phía Diệp Thần. Mặc dù cái này diễn võ, là cửu U Đế nói lên, nhưng là, bọn họ rất sợ Diệp Thần như vậy khiêu khích Mục Dã, vạn nhất, để cho Mục Dã mất hứng, cứ vậy rời đi làm thế nào. Diệp Thần nhìn cửu U Đế đám người thần sắc, chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, cái gì ẩn núp thế lực, cửu U quốc hoàng thất. Những người này, cũng không quá như vậy. Mà đế thiết lập cơ nghiệp, liền hủy ở đám người này trên tay. Cửu U Đế và Hoàng Cung Phụng, thật là vừa sợ vừa giận, Diệp Thần thật là to gan à, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vận may võ giả, lại, thật dám đối với phong môn cảnh thần quốc người không tiếc lời. Bọn họ, thậm chí đều bắt đầu hối hận, để cho Diệp Thần lưu lại nơi này thần tâm trong điện. Hoàng Cung Phụng cả người run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, Mục Dã là hắn phí hết tâm tư mới liên lạc với, thật vất vả, mới đưa Mục Dã mời tới cửu U quốc, không biết trả giá bao nhiêu. Nếu như, lần này Mục Dã thành công cứu sống cửu công chúa, hơn nữa, cửu U Đế thông qua Mục Dã và thần quốc leo lên quan hệ, như vậy, hắn ở cửu U quốc ở giữa địa vị, không thể nghi ngờ sẽ nước lên thuyền lên, trở thành chân chính dưới một người trên vạn người tồn tại. Còn như thần quốc là ma đế cửu địch, đó là viễn cổ, và hiện tại có quan hệ gì đâu. Hắn hiện tại, cũng hận không được, trực tiếp ra tay đem Diệp Thần tiêu diệt. Mà thần quốc thiên tài Mục Dã, chính là sắc mặt ngay tức thì băng lạnh tới cực điểm, ở nơi này thần quốc ngoài ra địa phương, lại, có người dám đối với hắn Mục Dã, nói như vậy nói. Hắn chậm rãi xoay người lại, hướng Diệp Thần nhìn, ánh mắt chạm đến Diệp Thần, Mục Dã nhưng là hơi sững sờ. Tiếp theo, khuôn mặt lạnh như băng lên, hiển lộ ra vô cùng là thần sắc khinh miệt, cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng là ai, bất quá là có chút không lành lặn thần mạch người, không đúng, trên mình ngươi còn có dấu vết. Cái này dõi mắt linh võ đại lục, quả thật nghịch thiên, nhưng là ở ta trong mắt, bất quá như vậy. Cửu U Đế vội vàng lạnh lùng nói, Diệp Thần, nói xin lỗi. À, ngươi muốn ta, cho hắn nói xin lỗi. Diệp Thần mặt không thay đổi quét cửu U Đế một mắt. Đột nhiên, bước ra một bước, ma khí cuồn cuộn, khí thế phóng thích. Người thân là cửu U Đế, căn bản không biết vì sao là cửu U, vì sao là ma. Ma đế lấy sinh mạng làm giá đối kháng thần quốc. Mà ngươi, nhưng mưu toan leo lên thần quốc. Chẳng biết xấu hổ ngươi, không xứng là đế, không xứng chấp trưởng cửu U. Giờ phút này, thế giới yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ ra, lại có người dám ở cửu U quốc nhục mạ cao cao tại thượng đế vương. Không xứng là đế. Nhìn tổng quát viễn cổ tới hiện tại, không người dám nói. Mà Diệp Thần lại còn nói. Người điên. Triệt triệt để người điên. Sở Doanh trong lòng lộp bộp một chút, lần này xong rồi. Cửu U Đế sắc mặt, ngay tức thì cuồng biến đứng lên, thái hư cảnh uy áp điên cuồng tàn phá, râu tóc dựng ngược, vẫn giận dữ. Mục Dã xúc phạm vương uy, cũng được đi. Người ta có bối cảnh, có thân phận, mà ngươi Diệp Thần, coi là cái thứ gì? Chẳng qua là linh võ đại lục một học viện học sinh mà thôi, vẫn là yếu nhất thần hỏa học viện, cũng dám như thế đối với cửu U Đế nói chuyện. Diệp Thần, người càn rỡ. Cửu U Đế hướng về phía Diệp Thần giận dữ hét. Càn rỡ, Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, đối với cái này cửu U Đế, đã không thèm liếc một cái. Ta càn rỡ, thì thế nào? Ngươi có chồng, ra tay đánh ta. Ngươi, chấm, cửu U Đế thật là, phải bị Diệp Thần phát cáu điên, hắn đưa ngón tay ra, chỉ Diệp Thần, cả người đều run rẩy, nói liên tục ba chữ ngươi. Hơn nữa, chỉ gian còn quấn vô thượng ma khí. Chỉ một cái là được chu diệt Diệp Thần.
Nhưng mà, ngay tại cửu u đế phải ra tay lúc đó, Diệp Thần mở ra tay, lớn tiếng quát lên, ngươi có thể biết bùa này. Ngươi có dám đối với ta động thủ. Một khắc sau, cửu u đế thu hồi hết thảy lực lượng, trong mắt trợn to, dường như muốn nổ tung. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Thần trên tay lại có cửu u đế phù. Cái này đế phù trừ hắn không thể nào có cái người thứ hai có. Làm sao có thể? Người này rốt cuộc là ai? Mọi người nhìn về phía cửu u đế lúc sáng lúc tối gương mặt, nghi hoặc không thôi. Diệp Thần như vậy chống đối, cửu u đế cũng không động thủ. Mục Dã, nhưng là nhíu mày, hướng về phía cửu u đế nhàn nhạt nói, cửu u đế, ngươi làm sao còn không ra tay? Cửu u đế chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói ta không thể ra tay. Xin Mục công tử đáp ứng diễn võ. Mục Dã do dự một chút, vẫn là nói, được, bổn công tử, bán ngươi cửu u đế một cái mặt mũi, liền tiếp nhận ngươi nói diễn võ đi. Mục Dã nhìn Diệp Thần ánh mắt, chính là vô cùng được lãnh khốc, tựa như, hắn sắp phải đem Diệp Thần đời người, mang nhập không có một người cuối vực sâu bên trong vậy. Hắn sở dĩ đón nhận cửu u đế ý kiến, có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên, hắn chẳng ngờ trực tiếp giết Diệp Thần, mà là, muốn ở Diệp Thần trên mình, khắc xuống nô lệ dấu vết, để cho Diệp Thần, vĩnh viễn, thừa nhận khuất nhục, thành tựu, hắn xúc phạm mình giá phải trả. Tương lai Diệp Thần thật sự có một ngày, đi tới thần quốc, vậy không thay đổi được hắn thấp đám người thân phận, thậm chí, so sơ đẳng người còn muốn thảm hại hơn, hoàn toàn, sống được theo chó vậy. Mà mình, cũng có thể được một tên nô lệ, há chẳng phải là, so trực tiếp giết hắn, thật tốt hơn nhiều. Thế nào mà không làm chứ? Thứ nhì, nếu như hắn không biết Diệp Thần người mang con dấu chuyện, vậy dễ tính, nhưng là, hắn đã biết dưới tình huống, lại đối với Diệp Thần làm nô lệ dấu vết, nếu như bị thần sứ truy xét xuống, hắn cũng không tốt giao phó. Cho nên, hắn muốn mượn cửu u đế, cái này diễn võ danh nghĩa, đối phó Diệp Thần, sau đó, cầm trách nhiệm, đẩy cho cái này cửu u đế cũng được. Cái này Mục Dã, thật là âm hiểm tàn nhẫn độc đến trình độ cao nhất. Mà lúc này, Sở Tiêu và Lam Vũ Phi hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, bọn họ biết, Mục Dã mặc dù phách lối, nhưng, thực lực, tuyệt đối là cực mạnh. Một khắc sau, Sở Tiêu và Lam Vũ Phi, lại là đồng thời quát lên một tiếng lớn, không hẹn mà cùng ra tay. Sở Tiêu hai tay lộn một cái, trong tay nhiều một chuôi toàn thân tản ra vàng rực, mơ hồ có rồng ảnh lượn quanh rực rỡ tươi đẹp trường thương, cái này trường thương. Lại là một chuôi chân chính thần khí. Mà Sở Tiêu cả người hơi thở cuồng quyển, ngưng tụ trường thương bên trên, thương ý kích động, cả người dường như cùng trong tay trường thương hòa làm một thể, trường thương trên long ảnh, vậy ngay tức thì ngưng tụ, đi đôi với Sở Tiêu một thương đánh ra, phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm. Thiên long súng, Sở Tiêu chợt quát, trường thương nhắm thẳng vào Mục Dã huyệt thái dương, thế như sấm sét. Lam Vũ Phi vậy chút nào không kém. Một bồng ngọn lửa u lam, từ hắn sau lưng bùng nổ, lại là huyễn hóa thành ba đối với Lam Diễm vây cánh, Lam Vũ Phi cả người ở xanh thẫm ngọn lửa ánh chiếu dưới, hơi thở chợt biến đổi, lại là tản mát ra một cổ thần tính hơi thở. Thần Lam hỏa mưa, Lam Vũ Phi hai tay động một cái, cầm một chuôi giống vậy thiêu đốt xanh thẫm ngọn lửa, minh in vô số huyền ảo minh văn, cao chừng một người đại cung. Tay kéo dây cung, gắng sức kéo một cái, linh lực gào thét. Ngay tức thì bắn ra do xanh thẫm ngọn lửa hình thành đầy trời mũi tên mưa. Mũi tên này mưa tuy nhiều, nhưng khống chế được nhưng là hay đến hào điên, lại cùng Sở Tiêu trường thương phối hợp lẫn nhau, phong tỏa Mục Dã hết thảy né tránh tuyến đường. Hai người tuy là lần đầu tiên liên thủ, nhưng phối hợp, có thể nói không chê vào đâu được. Liên liên thái hư cảnh giới cửu u đế mắt gặp Sở Tiêu và Lam Vũ Phi, cái này hai người trên đăng huyền bảng tuyệt thế thiên tài. Cùng chung phát ra bén nhọn như vậy công kích, đều là không khỏi được mặt hiện một tia kinh người vẻ. Hắn biết, Mục Dã rất mạnh, nhưng là, Mục Dã tu vi, vẫn là so hai người thấp một chút điểm. Cảnh giới càng cao, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ chênh lệch, thì càng to lớn. Huống chi, vẫn là hai người so Mục Dã cảnh giới cao hơn, ủng sẽ vượt qua cảnh giới chiến lực, tiềm lực vô hạn thiên tài, phát ra liên thủ công kích đâu. Mục Dã ánh mắt quét qua vậy đầy trời mũi tên mưa cùng Sở Tiêu long súng, sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí, trong mắt chỗ sâu,
hoàn thoáng qua một tia nhàn nhạt khinh thường. Tới vào giờ phút này, Mục Dã lại vẫn hai tay thuộc lòng đứng tại chỗ, chút nào tránh né ý nghĩa cũng không có. Mà Lam Vũ Phi và Sở Tiêu thấy vậy, đều là mặt hiện vui mừng. Bọn họ đối với mình lực công kích, rất có tự tin, nếu như Mục Dã cuồng vọng tự lớn mà không né tránh, như vậy bọn họ phần thắng, liền gia tăng thật lớn. Rốt nát ngu xuẩn vật, phá cho ta. Một khắc sau, Mục Dã nhưng là bỗng nhiên, phát ra một tiếng quát to, một hồi vô hình chập chờn từ Mục Dã trên mình khuếch tán ra, nguyên bản hoàn mặt lộ vẻ vui mừng Lam Vũ Phi và Sở Tiêu, lại là sắc mặt ngay tức thì đọng lại. Mà vậy đầy trời mũi tên mưa, cùng Sở Tiêu súng lên phi long, đều là ở cùng trong chốc lát, tan vỡ tiêu tán. Diệp Thần con người co giúp một cái, Mục Dã mới vừa rồi làm cái gì? Hơn nữa quỷ dị chính là, treo lơ lửng trên không trung Lam Vũ Phi, cùng mới vừa đến Mục Dã trước người Sở Tiêu, lại là đột nhiên, phát ra một tiếng vô cùng là thống khổ kêu thảm thiết. Hai người thất khiếu bên trong, cuồng trào máu tươi, cứ như vậy xoay mình ngã xuống đất, hoàn toàn ngất đi, hơn nữa nguyên bản dâng trào cực kỳ hơi thở, cũng thay đổi được như có như không đứng lên. Cái này hai cái trên đăng huyền bảng thiên tài, lại, ngay tại Mục Dã nhất kích dưới, trọng thương sắp chết. Mục Dã khinh thường nhìn cái này hai người, đây chính là, sự chênh lệch giữa bọn họ. Rất nhanh, hắn liền mặt nở nụ cười, xoay người lại nhìn về phía Diệp Thần, mỉm cười nói, hiện tại, đến ngươi. Hoàng Cung Phụng và Cửu U Đế đều là kinh hãi nhìn Mục Dã, thần quốc người, không hổ là thần quốc người, Mục Dã mạnh, còn xa xa ở bọn họ dự liệu bên trên. Vượt biên giới chiến đấu, thần quốc người, quá mạnh mẽ. Lại là không phí nhiều sức, liền đánh bại Sở Tiêu cùng Lam Vũ Phi. Thực lực này, vẫn là phong môn cường giả sao. Cái này Diệp Thần, hiện tại ở trong mắt bọn họ, đã là một người chết. Cửu U Đế mặc dù kinh ngạc vậy Cửu U Đế phù, nhưng là mắt hổ bên trong, thậm chí còn thoáng qua một tia sảng khoái, Diệp Thần mới vừa rồi mạo phạm mình, nhưng là, chính hắn không nhúc nhích được Diệp Thần, trong lòng, vốn là nín một hơi. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền có thể thấy Diệp Thần, trả giá thật lớn. Hắn hiện tại, là càng xem cái này Mục Dã vừa thuận mắt, thậm chí, liền Mục Dã trước giống vậy nhiều lần xúc phạm mình, cũng không thèm để ý. Ở Cửu U Đế trong lòng, Mục Dã là thần quốc người, dĩ nhiên, là có đặc quyền tồn tại. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Mục Dã, thần sắc không thay đổi, chỉ là ở trong lòng đối với Phong Thanh Dương hỏi, Phong tiền bối, nếu như ta cảm ứng không sai, mới vừa rồi, cái này Mục Dã dùng là. Phong Thanh Dương cười lạnh nói, không sai, hắn dùng là thần niệm công kích, cái này Mục Dã, lại là cái chủ tu thần hồn võ giả. Diệp Thần khá là ngưng trọng nói, hắn sử dụng công kích, và thần hồn của ta công kích, có cái gì khác biệt sao? Phong Thanh Dương nói, tự nhiên có, ngươi mặc dù, cũng có thể sử dụng một ít thần hồn công kích, nhưng là, cũng không phải tránh tông hồn tu thủ đoạn, chân chính hồn tu, sử dụng hồn kỹ, muốn so với ngươi sử dụng thần hồn công kích, tuyệt diệu được hơn, ví dụ như, cái này Mục Dã, mới vừa rồi sử dụng chính là một loại hồn kỹ, nhưng là mà. Diệp Thần nói, thế nào? Phong Thanh Dương cười nói, thằng nhóc, hồn tu, ở nơi này linh võ đại lục bên trên, có thể nói là một loại vô cùng mạnh mẽ tồn tại, dẫu sao, cái này linh võ đại lục, khắc chế hồn tu thủ đoạn, cũng không nhiều. Nhưng là, nếu nói là, người không sợ nhất cái gì nói, chính là hồn sửa, có ta và ma đế ở ngươi thức hải trấn thủ, chỉ bằng linh võ đại lục hồn tu. Căn bản, không gây thương tổn được ngươi chút nào. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, vốn là, cái này Mục Dã hồn kỹ, để cho hắn vậy cảm thấy khá là khó giải quyết, như vậy thứ nhất, ngược lại là không cần phải lo lắng. Bất quá, Phong Thanh Dương lại là thanh âm trầm xuống nói. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường, cái này thần quốc tới người, vẫn là có mấy phần thực lực, một lát chiến đấu, ta sẽ cho ngươi một phần chia lực lượng, ma đế không tiện ra tay. Cái này thần quốc người khẳng định sẽ muốn dùng hồn kỹ nghiền ép ngươi, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, mình hồn kỹ, lại sẽ đối với ngươi vô dụng. Đến lúc đó, dùng ta và ngươi cường lực nhất tính, thi triển một kiếm, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đem trọng thương. Như vậy, ngươi thủ thắng cơ hội lớn hơn. Hoàn tiếp tục dùng trảm thiên nhất kiếm, Diệp Thần nói.
Phong Thanh Dương thần bí cười một tiếng, nếu có ta lực lượng, vậy ta sẽ dạy ngươi kiếm thứ hai. Ta là lục đạo kiếm thần, ta có 6 kiếm chấn động thương khung. Kiếm thứ nhất là Trảm Thiên Nhất Kiếm, mà ngày nay, ta sẽ dạy ngươi kiếm thứ hai. Phần Thiên Kiếm. Được, Diệp Thần ánh mắt lóe lên, chiến ý cháy, thần quốc thiên tài. Hôm nay chính là hắn giết hướng thần quốc bước đầu tiên. Lúc này, Mục Dã cũng không gấp trước đối với Diệp Thần động thủ, mà là cười nói, ngươi kêu gì? Diệp Thần, hiện tại, ngươi thấy được hai người này kết quả, còn có dũng khí, đối với ta nói chuyện sao? Liền tại tất cả người, cũng chờ Diệp Thần chịu nhục thời điểm, Diệp Thần nhưng là thần sắc không thay đổi, cân nhắc nhìn một cái Mục Dã, nhàn nhạt nói, thần quốc thì như thế nào, ở ta trong mắt, vẫn là phải chết. Yên tĩnh, giống như vạn cổ băng nguyên giống vậy yên tĩnh, giá rét. Thần tâm trong điện không khí, đều bị Diệp Thần nói tiếng nói, hoàn toàn đóng kết. Liên Hoàng cung phụng và cửu u đế như vậy cường giả, cũng hoàn toàn thử ra. Những lời này, không thể nghi ngờ, là đối với thần quốc thiên tài Mục Dã một loại làm nhục. Hơn nữa, là cực kỳ khó nghe làm nhục à. Liên cửu u đế, đối mặt Mục Dã bất kính lời nói, đều phải cúi đầu, đều phải vẻ mặt ôn hòa thả đối thoại, nhưng là, hiện tại trước mắt tên này, tựa như không biết sợ hãi vì sao tạo hóa cảnh võ giả, lại đối với Mục Dã nói như vậy. Liên liên Mục Dã, đều có chút sửng sờ, hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần, ở kiến thức mình thực lực sau này, sẽ thành được xem chó như nhau, chịu đựng mình làm nhục, nhưng mà đâu. Diệp Thần, lại chửi mình. Mục Dã, lại cũng không cách nào giữ vậy ung dung thần sắc lạnh nhạt, mà là tức giận, triệt để tức giận. Thần tâm điện, đều phải bị Mục Dã lửa giận, trực tiếp một chút đốt. Diệp Thần cười lạnh nói, đây là cửu u, không phải thần quốc. Năm đó ma đế có thể trấn áp thần quốc rất nhiều cường giả. Hôm nay, ta Diệp Thần, như thường có thể. Mục Dã thanh tú gương mặt, hoàn toàn đỏ lên. Đầu óc hắn lập tức liền bị một đoàn lạnh lẽo lửa giận nơi nổ, vậy lửa giận bên trong, bao hàm, là trình độ cao nhất đến không thể lại cực hạn sát ý. Mục Dã hai tròng mắt yếu ớt nhìn chăm chú Diệp Thần, phảng phất tử thần lưỡi liềm kiếm, đem vững vàng phong tỏa, tiếp theo, trong miệng bùng nổ quát khẽ một tiếng, khóa thần giết. Hắn thậm chí, đều quên cấp cho Diệp Thần đóng dấu nô lệ khác, vậy vô cùng vô tận, tựa như có thể tràn đầy toàn bộ vũ trụ sát ý. Trực tiếp đi qua hắn thần hồn ngưng tụ, đổi thành là cường đại hồn kỹ, chém thẳng Diệp Thần thức hải. Mục Dã là một người hồn tu, ở linh võ đại lục bên trên, là cực kỳ hiếm hoi tồn tại, nhưng là ở trong thần quốc, cũng không coi là như vậy hiếm thấy, mà hồn tu lực lượng chuyên về một môn thần hồn, uy lực không xem tu vi cao thấp, mà ở chỗ thần hồn mạnh yếu. Mục Dã tu vi, mặc dù chỉ có phong môn cảnh giới, nhưng là, thần hồn cường độ. Đã có thể so với linh võ đại lục lên phong môn hậu kỳ. Còn như Diệp Thần, có lẽ, hắn quả thật dị bẩm thiên phú, rất mạnh, có thể có được con dấu thừa nhận, nhưng là, hắn thần hồn, có thể so với Mục Dã sao? Tự nhiên, là không thể nào. Nhưng mà, một khắc sau, Mục Dã nụ cười, đống kết. Hắn thấy, không phải Diệp Thần thảm trạng, mà là, một đạo chói mắt đến cực hạn kiếm quang. Kiếm quang lượn lờ ngọn lửa. Cửu u quốc trời, tựa như bị lửa cháy bừng bừng cháy. Đây là phần thiên một kiếm kiếm quang. Nốt không chỉ là trời, vẫn là thần quốc mặt mũi. Bé đáng yêu cửa, cầu phiếu hàng tháng và phiếu đề cử nha. Phần thiên một kiếm kiếm quang như cắt rời liền thời không, kinh bạo tất cả mọi người con ngươi. Làm sao có thể? Mục Dã kêu lên một tiếng, Diệp Thần ở mình trí cường hồn kỹ. Khóa thần giết nhất kích dưới, tại sao không có chết? Nào chỉ là không có chết à? Thậm chí, hoàn chém ra đây tuyệt mạnh một kiếm. Một kiếm này ngưng tụ uy thế, cơ hồ chấn thiên. Kiếm pháp này, tuyệt không đơn giản. Cho dù lấy Mục Dã thần quốc ánh mắt tới xem, cái này đều là vô cùng quỷ dị, vô cùng mạnh mẽ, liền hắn cũng không cách nào nhìn thấu một kiếm. Mặc dù, Diệp Thần chỉ có tạo hóa cảnh tu vi, nhưng là... Một kiếm này, chí ít, cũng có phong môn cảnh lực công kích à. Mục Dã, rốt cuộc luống cuống, nếu như là chính diện đối địch, kiếm pháp này mặc dù khủng bố, hắn cũng không có cách nào hóa giải, dẫu sao, hắn tu vi, so Diệp Thần cao hơn rất nhiều.
Có thể hiện tại, hắn nhất thời khinh thường sau đó, đã tới không kịp đề phòng liền à. Mục Dã chỉ có thể vội vàng bây giờ, kích phát một kiện phòng ngự thần khí thả ra một tia sáng trắng, ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp, khó khăn lắm bao phủ Mục Dã thân thể. Một khắc sau, ầm một tiếng, kinh thiên vang lớn. Cả tòa đại điện, lần nữa lay động. Liền thần tâm điện đi qua vô số gia trì, độ cứng có thể so với kim thép mặt đất, đều bị một kiếm này, chém ra một cái rãnh sâu hóm. Tiếp theo, chính là kêu thảm thiết. Mục Dã kêu thảm thiết. À, thật là đau, thật là đau à. Mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp lúc này Mục Dã thân hình bay ngược, che ngực. Ở trước ngực của hắn, máu tươi đầm đìa, máu thịt văng tung tóe, xương trắng chợt hiện. Lại là bị Diệp Thần một kiếm này, miễn cưỡng chém ra một đạo vết thương kinh khủng. Cho dù, Mục Dã ở một khắc cuối cùng phòng ngự, nhưng là, bởi vì quá mức thông xúc, vẫn là, bị Diệp Thần một kiếm nơi bị thương nặng. Mà Cửu U Đế và Hoàng Cung Phụng, thì hoàn toàn sợ ngây người, chỉ có thể há hốc miệng, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Bọn họ suy nghĩ, đều phải ngưng trệ. Bọn họ là cường giả, đã sống hơn 10.000 năm, cả đời bên trong, thấy qua vô số thiên tài, nhưng là cho dù lấy ánh mắt của bọn họ xem ra, thần quốc thiên tài Mục Dã, vậy tuyệt đối là nghịch thiên giống vậy tồn tại. Thần quốc mặc dù ở Linh Võ Đại Lục, nhưng là cùng Linh Võ Đại Lục so sánh, đơn giản là hai cái thế giới. Thần quốc có hoàn cảnh, tài nguyên, truyền thừa, thậm chí, là thần người trong nước tư chất, đều không phải là thần quốc gia võ giả, có thể tưởng tượng. Mà đây dạng tuyệt mạnh nghịch thiên Mục Dã, lại, bị Diệp Thần cái này tạo hóa cảnh võ giả, nơi chém bị thương. Bọn họ óc hoàn toàn hỗn loạn, cũng không rõ ràng, mình thấy được, là thật thực, vẫn là hư ảo. Đơn giản mà nói, bọn họ vậy tự cho là đúng phán đoán, đã bị Diệp Thần, hoàn toàn, dẫm ở dưới chân liền à. Đáng ghét à. Mục Dã giống như một đầu nổi điên giống như dã thú, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi dám đả thương ta, ngươi cái này hèn mọn tiểu tử, lại dám đả thương ta. Ngươi sẽ hối hận, ta nhất định phải đem ngươi huyết nhục, một phiến phiến cắt, để cho ngươi đang thống khổ vực sâu bên trong, tuyệt vọng chết đi. Hắn Mục Dã, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đều không làm sao nhận tổn thương à. Hiện tại, nhưng tổn thương ở một cái thần nước ngoài con kiến hôi trong tay, cái này, thật là để cho hắn phát cáu máu đổ sông lên, phá lô ra à. Khí, làm sao không tức. Mục Dã, thật là phải bị lửa giận của mình đốt thành cho bụi. Nhưng là, Mục Dã vượt khí, hết lần này tới lần khác càng không tin tà, mới vừa rồi, hồn của hắn kỹ chẳng biết tại sao, lại mất hiệu lực, nhưng mà, hắn chính là không tin, Diệp Thần thật có thể hoàn toàn ăn dưới mình hồn kỹ. Mục Dã nổi giận mắng, cho ta diệt, tỏa hồn giết, tuyệt mệnh sát ý như đoạt mệnh lợi kiếm, dung luyện thần niệm lực, nhanh giết ra, trực thủ Diệp Thần thủ cấp. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt. Có Phong Thanh Dương và Ma Đế ở đây, cái gì chó má hồn kỹ, đối với Diệp Thần mà nói, cũng chẳng qua là ở cù lét ngứa mà thôi, Mục Dã càng sử dụng hồn kỹ, mình liền càng an toàn. Trảm Thiên Nhất Kiếm, cùng là bất hủ, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lại là một kiếm chém ra, kiếm quang lẫm liệt, kiếm ý kinh thiên. Bất hủ ý lan ra. Mục Dã con người có giúp một cái, lần này, hắn ngược lại là đã có kinh nghiệm. Hoàn toàn triển khai thần khí phòng ngự, một mặt ánh sáng màu trắng thuẫn, hiện lên ở Mục Dã trước người, cả người linh lực, điên cuồng tràn vào trong đó. Ầm một tiếng nổ vang. Kiếm quang chém ở lớn thuẫn bên trên, lại là đem cái này lớn thuẫn, hoàn toàn chém bể. Mục Dã sắc mặt biến đổi, trong cơ thể khí huyết một hồi cuồn cuộn, liền lùi mấy bước, vậy chỉ gọi ra lớn thuẫn tay phải, lúc này, đã là máu tươi một phiến. Diệp Thần kiếm pháp mạnh, vẫn còn ở hắn dự liệu bên trên. Bản thân, hắn mặc dù có phong môn cảnh thực lực, nhưng là hắn địa phương mạnh nhất, là hắn thần hồn, giống vậy võ, thần thông, thân thể tố chất đợi một chút, vốn cũng không phải là Mục Dã cường hạng. Đây cũng là hắn có thể một chiêu đối kháng hai vị bịt cửa nguyên nhân. Mất đi thần hồn công kích, hắn cái gì cũng không phải à. Nhất không ổn phải, hắn ban đầu liền chúng Diệp Thần vậy tuyệt mạnh một kiếm, hiện tại người bị thương nặng, cả người thực lực, chỉ có thể phát huy ra 30% không tới.
Nhưng là, so với những thứ này càng làm cho Mục Dã cảm thấy tuyệt vọng phải, hắn lần nữa thi triển hồn kỹ sau đó, Diệp Thần, lại vẫn là hảo đoan đoan đứng ở trước mặt mình. Đừng nói là bị tàn sát, liền một chút xíu thương thế cũng không có dáng vẻ. Cái này không thể nào, cái này không thể nào à, nhất định là giả, thằng nhóc ngươi, nhất định là ở mạnh chống đỡ à. Ngươi làm sao có thể, ngăn cản được ta hồn kỹ. Mục Dã thật là muốn điên, nghiêm nghị gầm hét lên. Cho dù ở trong thần quốc, hắn vậy chưa nghe nói qua còn có thể miễn dịch hồn kỹ tồn tại à. Cái này Diệp Thần, kết quả là cái gì quỷ dị quái vật à. Người bình thường, hẳn đã sớm bị hồn của hắn kỹ tiêu diệt à. Hắn thành tựu hồn tu, có thể cảm nhận được Diệp Thần thần hồn rất mạnh, cơ hồ không thể so với phong môn cường giả kém, lấy tạo hóa cảnh giới mà nói, cho dù là Mục Dã, vậy cảm thấy yêu nghiệt tồn tại, nhưng là, đó là lấy tạo hóa cảnh giới mà nói, hắn Mục Dã, là tạo hóa cảnh giới sao? Hắn Mục Dã, nhưng mà thật phong môn cảnh võ giả à? Thần hồn, không biết so Diệp Thần mạnh ra nhiều ít lần, nhưng dù vậy, hồn của hắn kỹ, nhưng vẫn không cách nào làm bị thương Diệp Thần chút nào, cái này căn bản, không phù hợp suy luận à? Hồn tu, bản thân chính là một loại siêu nhiên tồn tại. Cho dù ở trong thần quốc cũng giống như vậy, dẫu sao, hồn kỹ là rất khó phòng ngự. Nếu thật, khắp nơi đều là Diệp Thần cái này chồng, có thể miễn dịch hồn kỹ người, còn có kia kẻ ngu, sẽ đi trở thành hồn tu. Diệp Thần lơ đễnh cười nói, làm sao? Thần quốc thiên tài, cũng sợ. Ta không phải là cùng ngươi nói qua, ngươi như là sợ, có thể không thể so với sao? Vừa nói, Diệp Thần lại là một kiếm chém tới. Đáng chết, Mục Dã tức giận mắng một tiếng, nhưng là, hắn hiện tại vậy thật không dám tiếp tục đối với Diệp Thần sử dụng hồn kỹ. Lại như thế bị Diệp Thần dùng kinh khủng này kiếm pháp chém xuống đi, cho dù là hắn, vậy là tuyệt đối không chịu nổi à. Hắn cũng không phải người ngu, bởi vì Diệp Thần một câu gây xích mích, chỉ một cái sức lực sử dụng không cách nào có hiệu lực hồn kỹ. Đối mặt Diệp Thần chém tới một kiếm, Mục Dã cổ tay lộn một cái. Một chuôi màu trắng trường kiếm rơi vào trong tay, cái này trên trường kiếm, thần quang tràn ngập, tản ra một loại vô cùng là thánh khiết hơi thở. Đồng thời, thân kiếm bên trong, loại loại kỳ dị minh văn lóe lên, cái này minh văn, lại cùng Diệp Thần đã từng ở máu thần khu đã gặp qua thần văn vô cùng làm tướng tựa như. Cái này thanh trường kiếm, là một chuôi cường đại thần khí. Mục Dã hít sâu một hơi, cả người chập chờn dậy một cổ mạnh mẽ kiếm ý. Kiếm ý tự nhiên dưới, thần tâm trong điện trưng bày bề ngoài, lại là bị khắc ra đạo đạo vết kiếm. Mục Dã thần niệm mạnh mẽ, nhưng là, hắn cũng không phải là chỉ biết sử dụng hồn kỹ. Mặc dù không như hồn kỹ như vậy trực tiếp cùng khủng bố, nhưng là, hắn đồng thời tu tập một môn võ, tên là Vạn Thần Chém Tâm Kiếm. Cái này Vạn Thần Chém Tâm Kiếm, chính là một môn có thể đem bộ phận thần niệm lực đổi thành là lực tàn phá tuyệt mạnh võ. Mục Dã phong môn cảnh hơi thở, như hồng thủy vậy bùng nổ, linh lực gào thét, giống như gió lốc lớn quá cảnh, cuộn sạch hết thảy. Cùng mạnh mẽ kiếm ý cùng chung, bơm vào tới trong tay thần khí, làm linh kiếm bên trong. Làm linh kiếm kiếm quang như nước, tự nhiên ra. Vạn Thần Chém Tâm Kiếm, Mục Dã quát lên một tiếng lớn, trường kiếm điệu múa, làm linh kiếm kiếm mang, hùng hãn đụng vào Trảm Thiên Nhất Kiếm kiếm quang bên trên. Ầm một tiếng, thiên diêu địa động. Đền trên bầu trời, điện thiểm lôi minh, không gian văng tung tóe, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Diệp Thần cùng Mục Dã nhất kích, lại, trực tiếp đem cái này cũng thành vùng lân cận thiên địa linh lực, cùng giới vực quy luật, cũng cho khuấy. Hai người phát ra năng lượng cường đại lẫn nhau xuyên qua đối phương công kích, hung hãn đánh chúng hai bên. Mục Dã trước người ánh sáng trắng cùng nhau, miễn cưỡng kích thích thần khí. Ngăn cản còn sót lại kiếm quang, nhưng là, làm sao chống đỡ được đâu. Chấm than, Mục Dã lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, cả người đổ bay ra, nơi bụng lại thêm một đạo vết thương, chỉ là, so trước ngực muốn cạn không thiếu. Bất quá, hắn mặc dù ở kêu đau, nhưng là, trong mắt, nhưng là một phiến sảng khoái. Hắn nơi chém ra Vạn Thần Chém Tâm Kiếm, uy lực, tuyệt không phải bây giờ Diệp Thần. Nơi chém ra Trảm Thiên Nhất Kiếm dưới, dẫu sao, hắn có tu vi lên áp chế, hơn nữa, Diệp Thần cũng chỉ là nắm giữ Trảm Thiên Nhất Kiếm bộ phận mà thôi.
mà hắn Mục Dã ở có thần khí phòng ngự dưới tình huống, đều bị Diệp Thần một kiếm chém bị thương, như vậy Diệp Thần đâu? Phải biết, tu vi đạt tới phong môn cảnh, thể chất, sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cơ hồ, có thể đem mình thân thể, làm là đạo một loại biểu hiện, có cực mạnh thân thể tố chất. Cho dù, Mục Dã ở thân thể tố chất phương diện, không hề coi là rất ưu tú, đó cũng là lấy thần quốc tiêu chuẩn mà nói, nếu như lấy linh võ đại lục tiêu chuẩn, hắn thể chất, cũng có thể gọi là nghịch thiên. Mà đã như thế, hắn đều bị thương, chính là tạo hóa cảnh, còn không có loại phòng ngự thần khí Diệp Thần đâu. Sẽ ở hắn nhất kích dưới, trực tiếp bể thành xương máu, bốc hơi mất đi chứ. Cho nên, hắn lấy tổn thương đổi tổn thương, là tuyệt đối đáng giá. Hắn rơi đất sau này, mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn giống vậy bị hắn một kiếm chém bay, đem một cái bàn, đập nát bấy Diệp Thần chỗ ở vị trí, quả nhiên, là máu. Hơn đến không bình thường máu. Mục Dã trên mặt, viết đầy đắc ý cùng sảng khoái, giữ lại nhiều máu như vậy. Còn có thể sống. Sống rắm. Chảy nhiều máu như vậy, phong môn cường giả, như thường phải chết, Diệp Thần thể chất, còn có thể so phong môn cường giả kinh khủng hơn. Đây có thể hận, quỷ dị sơ đẳng người, rốt cuộc, bị tự giết diệt. Đây chính là, cùng thần quốc đối nghịch kết quả. Mục Dã nhìn vậy bãi máu. Lòng tràn đầy vui thích, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng, hướng về phía vậy bãi máu giễu cợt nói, đê tiện con kiến hôi, đây chính là, cùng chúng ta thần quốc đối nghịch kết quả, người hiện tại, chỉ còn lại một bãi máu, hoàn có thể hay không, xem mới vừa rồi như vậy phách lối. Bất quá, như vậy, mới phù hợp ngươi thân phận, con kiến hôi cũng dám và thần cao cao tại thượng nước như nhau. Nhưng vào lúc này, Hoàng cung phụng, nhưng là đột nhiên quá to, Mục công tử, cẩn thận à. Cẩn thận. Mục Dã không hiểu nhìn Hoàng cung phụng, lão đầu này đang nói bậy bạ gì à. Đột nhiên bây giờ, Mục Dã giống như là nhớ ra cái gì đó tựa như được, sắc mặt chợt cuồng biến. Mà ngay lúc này, Mục Dã sau lưng, đột nhiên dạo rực dậy một hồi nhẹ nhàng ánh trăng, một bóng người quỷ dị lóe lên. Lại là Diệp Thần bóng người. Lúc này Diệp Thần. Bụng giống vậy có một cái cỡ quả đấm lỗ máu, hiển nhiên, là bị Mục Dã một kiếm gây thương tích. Bất quá, lấy Diệp Thần thể chất kinh khủng, như vậy thương thế, hoàn chưa đến nỗi ảnh hưởng hắn hành động. Quỷ dị hơn phải, Diệp Thần cũng không biết làm sao, lừa gạt được Mục Dã thần niệm, lấy ban đầu tử ngưng đưa cho mình tháng trần sợi bông, lặn núp vào Mục Dã sau lưng. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng, ở Mục Dã sau lưng vang lên nói, xin lỗi. Để cho ngươi thất vọng. Đồng thời, hàm chứa lực lượng kinh khủng lẫm liệt kiếm quang, lần nữa giống như là xuyên qua vũ trụ như tia chớp, bỗng nhiên hiện lên. Mục Dã nghe được cái này thanh âm sau đó, đơn giản là sợ hãi tới cực điểm, cả người chợt giật mình một cái, thì phải kích thích thần khí phòng vệ. Nhưng là, tới kịp sao? Khoảng cách này dưới, Mục Dã liền phát động thần khí cơ hội, cũng không có. Ầm một tiếng. Diệp Thần kiếm mang, hung hãn chém đến Mục Dã sau lưng. Phong môn cường giả thể chất, là rất mạnh, nhưng là, mạnh hơn nữa, có thể sử dụng thân xác chống cự một kiếm này toàn bộ năng lượng sao? Tự nhiên, không thể nào. Diệp Thần một kiếm, trực tiếp đem Mục Dã chém bay, Mục Dã thân thể bay ra đồng thời, liền ở Trảm Thiên Nhất Kiếm cường đại năng lượng bên trong, bắt đầu tan vỡ, nổ tung. Nhưng là, quỷ dị chính là... Mục Dã trong cơ thể, lại là tản mát ra một tầng kỳ dị huyết quang, máu này quang, lại là miễn cưỡng duy trì Mục Dã thân thể, ngăn cản thân thể của nó nổ tung. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi con người có giúp một cái. Mới vừa rồi, ở Mục Dã thi triển vậy cường hãn kiếm pháp lúc đó, Phong Thanh Dương liền lên tiếng nhắc nhở, Mục Dã sử dụng là đem thần niệm đổi thành là lực tàn phá kiếm pháp. Cái này loại kiếm pháp, rất mạnh, rất có thể chết người. Nhưng là, cũng có một cái thiếu sót, đó chính là, nếu là không có đem tu luyện tới trình độ cao nhất, võ giả đang sử dụng sau đó, sẽ có một đoạn nhỏ thời gian, thần niệm không nhạy, không cách nào bình thường cảm giác. Diệp Thần, chính là lợi dụng một điểm này, đang bị chém chúng đánh bay trong quá trình, sử dụng tháng trần sợi bông ẩn núp thân hình, ẩn giấu đến Mục Dã sau lưng, thừa dịp hắn khinh thường lúc đó, chém ra có thể chết người một kiếm. Diệp Thần nguyên lấy là, một kiếm này, nhất định có thể muốn Mục Dã tánh mạng, nhưng là,
sự việc, thật giống như không có đơn giản như vậy. Vậy từ mục dã trong cơ thể tản ra đỏ thẫm huyết quang, hiển nhiên là nào đó loại mạnh vô cùng lực thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đến từ thần quốc mục gia. Mục dã rơi đất sau này, nôn khạc ra búng máu tươi lớn, khí tức cả người, lại suy bại mấy phần. Nhưng là nguyên bản hẳn ở Diệp Thần kiếm ý dưới, hoàn toàn hỏng mất thân thể, lại là hoàn toàn vững chắc, trừ sau lưng nhiều hơn một đạo dữ tợn kiếm tổn thương trở ra, không nhìn ra bất kỳ dị thường. Hắn thô trọng thở hào hển, cả người, đều bị sợ hãi bao vây, cả người run rẩy không ngừng. Mới vừa rồi, hắn là chân chính thiếu chút nữa chết à. Nếu như, không có mục gia lão tổ là hắn trồng một quả huyết phù, hắn thì thật, phải bị Diệp Thần chém tại dưới kiếm. Đứng ở trước mặt hắn cái này, nguyên bản hắn khinh bỉ tới cực điểm con kiến hôi, lại là để cho hắn thể nghiệm được đời người nhất to lớn khủng bố. Hắn hiện tại, là thật hối hận à. Hối hận mình tại sao phải trêu chọc Diệp Thần. Mục dã sử dụng vạn thần chém tâm kiếm thời điểm, không phải là không biết, vạn thần chém tâm kiếm có sử dụng qua sau sẽ tạm thời mất đi thần thức cảm ứng khuyết điểm, nhưng là, hắn vốn không có để ý. Tại sao? Bởi vì, từ mới bắt đầu, mục dã cũng không cho rằng, Diệp Thần có thể ở mình vạn thần chém tâm kiếm dưới sống sót à. Mà Hoàng Cung Phụng và Cửu U Đế, chính là hoàn toàn nói không ra lời. Sắc mặt vô cùng làm khó xem. Nguyên bản, bọn họ lấy là nắm vững thắng lợi thần quốc thiên tài mục dã, lại, kém như vậy một chút xíu, liền bị Diệp Thần giết chết. Cái này, thật là hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết à. Bọn họ nguyên lấy là, Diệp Thần, coi như mạnh hơn nữa, cũng có cực hạn, có thể ai có thể nghĩ tới, Diệp Thần, cũng đang không ngừng đột phá cực hạn. Diệp Thần ngưng mắt nhìn mục dã, cười lạnh nói, ngươi cái này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ngược lại không tệ, chính là không biết, có thể bảo ngươi mấy lần đâu. Dứt lời, hắn hướng về phía mục dã, lại là một kiếm chém tới, chảm thiên nhất kiếm kiếm quang, lần nữa lóng lánh. Mục dã cố đè xuống trong lòng sợ hãi, hung hãn cắn răng một cái, hắn hiện tại, cũng không dám tùy tiện vận dụng vạn thần chém tâm kiếm, đối mặt Diệp Thần chém tới kiếm quang, mà những thứ khác thủ đoạn công kích. Hắn không phải là không có, nhưng là, đối với cái này dùng thân thể ngạnh kháng vạn thần chém tâm kiếm Diệp Thần, hữu dụng không? Tình hình bây giờ, thà tiến hành vô vị công kích, ngược lại không như, toàn lực phòng ngự. Cái này thần quốc thiên tài, nguyên bản không thể một đời mục dã, lúc này, không thể làm gì khác hơn là cả người linh lực ngưng tụ, dưới vào hộ thân thần khí bên trong, thần khí ánh sáng lớn thả, ngưng tụ thành một mặt ánh sáng màu trắng thuẫn. Chặn lại Diệp Thần kiếm quang. Âm một tiếng, ánh sáng mạnh bắn ra bốn phía, mục dã quang thuẫn bể tan tành, nhưng là, nhưng cũng chặn lại Diệp Thần một kiếm, nhưng mà, cái này thì kết thúc sao? Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, lúc này hắn có Phong Thanh Dương một phần chia lực lượng giúp đỡ, như vậy, tự nhiên không thể nào dừng lại. Thú hủ kiếm động, hàn mang dạo dực, chảm thiên nhất kiếm ra lại. Mục dã sắc mặt một trắng. Hắn hiện tại thương thế không nhẹ, tiếp liền ngăn cản Diệp Thần cái này cường đại kiếm pháp, thân thể, rất nhanh sẽ không chịu nổi, nhưng mà, trừ cái này ra, thì có biện pháp gì đâu. Hắn điên cuồng xa chuyển linh lực, trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương, cũng nổ tung, mục dã nhưng cũng chỉ có thể nhịn được, đem linh lực hội tụ đến hộ thân thần khí bên trong, lần nữa sử dụng vậy mặt quang thuẫn. Trong chốc lát, Hoàng Cung Phụng và Cửu U Đế, đều có chút trợn tròn mắt. Cái đó một chiêu giết trong nháy mắt Lam Vũ Phi và Sở Tiêu thần quốc mục dã, lúc này, lại là đang đối mặt Diệp Thần trong chiến đấu, thuộc về hoàn toàn hạ phong. Nào chỉ là hạ phong à? Thật là bị Diệp Thần đánh bẹp à? Âm tiếng, ở thần tâm trong điện không ngừng vang lên, cái đó ngay mới vừa rồi còn cao ngạo vô cùng mục dã, lúc này, lại là bị Diệp Thần đánh được cả người là máu, sưng mặt sưng mũi. Cửu công chúa. Nhưng là mắt to chợt tránh, tràn đầy vẻ hưng phấn. So sánh với cái đó làm cho người chán ghét mục dã, nàng hiển nhiên, là hy vọng Diệp Thần thắng lợi. Ha ha, Diệp Thần một bên khua kiếm, vừa hướng mục dã cười lạnh nói, mục công tử, ngươi hoàn nhớ, mới vừa rồi mình nói qua cái gì sao? Rác dưới phải có rác dưới dáng vẻ. Mục công tử, không biết, ngươi cảm giác được mình hiện tại bộ dáng kia, coi là cái gì chứ? Âm nổ vang bên trong, ánh sáng màu trắng thuẫn, một lần nữa tiêu tán,
nuôi cũng nhịn không được oa một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi tới. Nghe được Diệp Thần giễu cợt, Mục Dã thật là đều phải trực tiếp khóc ra thành tiếng, từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào, ăn rồi cái này loại thua thiệt à. Nếu như mình hồn kỹ không có đối với Diệp Thần không có hiệu quả. Nếu như mình ban đầu không có khinh địch khinh thường, bị Diệp Thần trọng thương. Nếu như mình sử dụng vạn thần chém tâm kiếm sau đó, không có buông lỏng cảnh giác, bị Diệp Thần đánh lén. Kết quả, đều có thể hoàn toàn khác nhau à. Chí ít, mình sẽ không giống hiện ở chật vật như vậy. Đây cũng là, Mục Dã cùng Diệp Thần chênh lệch. Diệp Thần, từ bước lên tu võ đường tới nay, chỉ một thân một mình, trải qua gian nan hiểm trở, vô số tuyệt cảnh, cũng dựa vào hắn ngoan cường ý chí, ở tuyệt cảnh bên trong, bắt được vậy một tia sức sống, rất miễn cưỡng dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, mất đi liền vô số so hắn đối thủ cường đại hơn, mới đi tới ngày hôm nay. Há là Mục Dã cái này chồng, từ nhỏ tại gia tộc bảo vệ dưới xuôi gió xuôi nước lớn lên công tử ca có thể so sánh được. Mặc dù, Diệp Thần khí vận, quả thật không phải người bình thường có thể so sánh được, nhưng là, nếu là không có Diệp Thần bất khuất, Diệp Thần kiêu ngạo, đổi thành những người khác tới, vẫn, không cách nào xem hắn như vậy, một đường đến nay. Mục Dã nhìn trước mặt, vậy mặt lộ vẻ tà cười, trong mắt chiến ý cháy, tay cầm trường kiếm, giống như ma thần thanh niên, hắn cặp mắt run rẩy, nội tâm dao động, thân thể không ngừng được run rẩy. Hiện tại, hắn sợ, thật sợ. Sợ hãi đến không cách nào hô hấp, liền hút vào phổi không khí, đều cùng băng nguyên lên hàn như gió thấu xương. Cái này không phải cái gì rác dưới, không phải cái gì linh võ đại lục sơ đẳng người à. Cái này cùng trong gia tộc trưởng bối nói cho hắn, hoàn toàn khác nhau à. Đứng ở trước mặt mình, rõ ràng, là một cái ma thần. Là một cái quái vật. Diệp Thần kích động linh lực bình phục, lần nữa nâng lên trường kiếm trong tay. Ngưng mắt nhìn hoảng sợ Mục Dã, ánh mắt lạnh như băng. Mà Mục Dã là chân chánh tuyệt vọng, hắn liều mạng đi nhét trong miệng trước thánh dược, lúc này hắn thương thế bên trong cơ thể quá nặng, cho tới hắn đều không cách nào ngưng tụ lại linh lực, ở Diệp Thần hạ một kiếm trước, làm ra phòng ngự à. Mắt thấy Diệp Thần thú hủ kiếm, thì phải rơi xuống, vậy kinh thiên kiếm quang, đem trở thành chân chính tử thần lưỡi liềm kiếm, mang đến tử vong lúc đó, Mục Dã lại là hai chân mềm nhũn. Phốc thông một tiếng, quỳ trên đất. Hắn khuôn mặt thanh tú lên, kiêu ngạo cùng miệt thị đã dửng dưng vô tồn, còn dư lại chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Thần quốc thiên tài Mục Dã, lại là ở chết dưới áp lực, nội tâm hoàn toàn tan vỡ, không để ý hết thảy, không để ý cái gọi là thần người trong nước tôn nghiêm, hướng về phía Diệp Thần quỳ xuống. Hoàng cung phụng thấy một màn này, chính là si ngu, đây chính là vô cùng kiêu ngạo. Vô cùng tôn quý thần quốc thiên tài à. Lại hướng về phía Diệp Thần cái này vận may võ giả quỳ xuống, không thể tưởng tượng nổi, có thể tưởng tượng được. Nhưng là, đây vẫn chưa kết thúc, Mục Dã lại là đối Diệp Thần kêu khóc nói, tha ta. Diệp Thần, là ta sai rồi, ngươi là có con dấu thiên tài, tương lai, có một ngày ngươi nhất định sẽ tiến vào thần quốc. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi thành công tiến vào thần quốc, dấu vết. Liền không thể lại bảo vệ ngươi, đến lúc đó, đem ngươi đối mặt, là cả Mục Gia. Ngươi là một người thông minh, biết lựa chọn thế nào, có đúng hay không? Diệp Thần nghe vậy, lại là sắc mặt trầm xuống, trong tay thú hủ kiếm, không nhúc nhích. Hoàng cung phụng và cửu u đế, trong mắt cũng toát ra lau một cái kỳ vọng vẻ, Diệp Thần, là bị Mục Gia thuyết phục, ý thức được Mục Gia bối cảnh mạnh mẽ, không dám giết Mục Gia liền sao? Diệp Thần chịu chăn du Mục Dã, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Mục Dã nếu là chết thật ở cửu U quốc khẳng định sẽ chọc tới phiền toái lớn. Mà Mục Dã thấy vậy, lại là trên mặt thoáng qua vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng tiếp tục nói. Diệp Thần, ta hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi quả thật, là một đáng tôn trọng thiên tài siêu cấp, một khi ngươi tiến vào thần quốc, tuyệt đối sẽ là tiền đồ vô lượng tồn tại. Ta Mục Gia, đặc biệt cần nhân tài như ngươi vậy, có thể trợ giúp ngươi ở thần quốc đứng vững bước chân. Chỉ cần ngươi thả qua ta, liền có thể được to lớn chỗ tốt. Ta bảo đảm, ta sẽ quên ngày hôm nay phát sinh hết thảy, chỉ nhớ ngươi đối với ta ân tình, ta bảo đảm. Ta có thể lấy đạo tâm dạy thề. Đồng thời, Mục Gia trong mắt, thoáng qua một tia không dễ phát giác khói mù.
Cần Diệp Thần, bọn họ Mục gia, khinh bỉ nhất, chính là Diệp Thần như vậy không phải thần quốc gia đời hạ các người, làm sao có thể, sẽ cần nếu như vậy đê tiện tồn tại. Mà hắn Mục gia tự nhiên, vậy sẽ không quên ngày hôm nay, Diệp Thần mang cho hắn khuất nhục, đạo tâm dạy thề. Hắn là hồn tu, không sợ nhất chính là loại này lời thề cắn trả, hơn nữa, Mục gia như vậy cổ xưa cường đại gia tộc, khởi chịu cho phép Diệp Thần như vậy vũ nhục Mục gia tồn tại, sống trên đời. Coi như, Mục gia cái gì cũng không làm, chỉ cần đem ngày hôm nay phát sinh hết thảy nói ra, liền tự nhiên có người, sẽ thay hắn xử lý Diệp Thần. Chỉ cần hiện tại, có thể sống sót, có thể lừa gạt lấy đạt được Diệp Thần tín nhiệm, như vậy, hắn tuyệt đối, sẽ để cho Diệp Thần trả giá thật lớn. Đồng thời, hắn cũng nắm lấy quý giá này thời gian, đang liều mạng hóa giải dược lực, ngừng tụ linh lực trong cơ thể. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chờ đợi Diệp Thần trả lời. Nhưng là, Diệp Thần nhưng vẫn duy trì vậy giơ kiếm hình dáng, yên lặng không nói. Mục Dã trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, Diệp Thần cái này cấp thấp ngu xuẩn, thật chẳng lẽ bị hắn thuyết phục. Ở nghiêm túc cân nhắc, Mục Dã cũng thiếu chút nữa muốn cười ra tiếng. Nhưng mà, dần dần, Mục Dã trong mắt, thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Diệp Thần, thật sự là đang suy tư sao? Tại sao mơ hồ bây giờ, hắn cảm giác, Diệp Thần trạng thái, có chút kỳ quái. Hoàng Cung Phụng và Cửu U Đế, cũng là mặt hiện vẻ hồ nghi, bọn họ so Mục Dã kinh nghiệm, phong phú rất nhiều, lúc này Diệp Thần, hiển nhiên không phải đang suy tư cái gì đơn giản như vậy. Sở Doanh mặt đầy lo âu nhìn Diệp Thần, nàng rõ ràng Diệp Thần, biết Diệp Thần là tuyệt sẽ không, bởi vì Mục Dã mấy câu nói, liền do dự không quyết định người. Diệp Thần nếu động sát tâm, liền tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Ví dụ như, hắn đối mặt Vương Lâm lúc đó, Sở Doanh biết, Diệp Thần sở dĩ không giết Vương Lâm, hơn phân nửa, cũng là bởi vì là mình, không muốn liên lụy mình. Cho nên, hiện tại Diệp Thần như vậy, khẳng định, là xảy ra chuyện. Nàng mắt đẹp bên trong, hàn mang lóe lên, lặng lẽ nhìn lướt qua sau lưng Hoàng Cung Phụng và Cửu U Đế, nếu không phải, hai người khí cơ mơ hồ đem nàng phong tỏa, nàng đều phải không để ý hết thảy đối với Mục Dã ra tay. Không có ai phát hiện, lúc này, Cửu công chúa một đôi mắt to đen nhánh nhìn Diệp Thần, tràn đầy cuống cuồng cùng ưu sầu vẻ, đồng thời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng thẳng, tựa hồ ở trong tối tối tăm dùng sức, trong mắt bên trong mơ hồ thoáng qua đạo đạo ô mang. Ngay tại lúc này, một mực giơ kiếm bất động Diệp Thần, bỗng nhiên gian sắc mặt biến đổi, bụp một tiếng, Diệp Thần thất khiếu bên trong, lại là điên cuồng xông ra cự lượng máu tươi. Diệp Thần thân thể thoáng một cái, liền lùi mấy bước, hơi thở lại là ngay tức thì suy yếu xuống. Đáng chết, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, mới vừa rồi, ngay tại hắn chuẩn bị một kiếm đem Mục Dã chém chết lúc đó, phong thanh dương lực lượng gia trì, lại mất hiệu lực. Thậm chí bởi vì mới vừa rồi liên tục thi triển cực hạn kiếm ý, dẫn phát cắn trả, cho dù hắn liều mạng áp chế, cuối cùng, vẫn là bị thương không nhẹ. Mặc dù bởi vì phong thanh dương tồn tại, Mục Dã hồn kỹ không cách nào làm bị thương Diệp Thần thần hồn, nhưng là, đối với tự thân cắn trả, phong thanh dương, nhưng thương mà không giúp được gì. Thấy Diệp Thần thất khiếu trào máu, Mục Dã đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng, trên mặt, hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Bất quá, hắn vẫn là duy trì cẩn thận, không dám tùy tiện ra tay, mà là đôi mắt lóe lên nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi, ngươi, bị thương. Đồng thời, mạnh mẽ thần niệm xông ra, tỉ mỉ cảm giác Diệp Thần hơi thở. Theo hắn cảm giác, Mục Dã trên mặt vui mừng, càng ngày càng nồng đậm. Hắn có thể khẳng định, Diệp Thần, bị thương. Quả nhiên, mới vừa rồi kiếm pháp kinh khủng kia, không phải là không có giá cao. Ha 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 ha. Mục Dã cuồng cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hắn vừa tiếp tục điều chỉnh linh lực trong cơ thể, vừa hướng Diệp Thần lắc đầu cười lạnh nói, Diệp Thần, mới vừa rồi, còn kém một phần vạn giây, ngươi liền có thể giết ta đi. Quả nhiên, sơ đẳng người, là không thể nào chiến thắng chúng ta thần người trong nước, ngươi, hiểu chưa? Linh võ đại lục người, vĩnh viễn, chỉ có thể làm chúng ta chó, không có bất kỳ trở mình cơ hội. Mục Dã trong mắt sát khí mãnh liệt, lần này, hắn tuyệt sẽ không lại lần khinh thường. Một khi hắn linh lực điều chỉnh xong, thì phải lấy thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt Diệp Thần.
Diệp Thần lau một cái trên mặt không ngừng xông ra máu tươi, lạnh lùng nhìn Mục Dã nói, phải không? Ta làm sao nhớ, ngươi mới vừa rồi, hèn mọn đến không thể lại hèn mọn, đối với ta cầu xin tha thứ thôi. Ngươi chưa thấy được, ngươi mới vừa rồi hình dáng, mới càng giống như chó sao. Mục Dã nghe vậy, óc ông được một tiếng, hoàn toàn bị giận đốt lửa. Hắn đôi mắt ứ máu, giống như bị đâm trúng chỗ đau giống như dã thú, hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, chết đến ập lên đầu, ngươi còn dám đối với bổn công tử như vậy càn rỡ. Ngay tại lúc này, Mục Dã linh lực trong cơ thể, rốt cuộc khôi phục, hắn mặt đầy dữ tợn trợn mắt nhìn Diệp Thần, cả người hơi thở lao nhanh, tản mát ra ngút trời uy áp. Hắn khẽ quát một tiếng, dâng trào cực kỳ linh lực, ngưng tụ ở hắn tay trái bên trên, ngay tức thì bộc phát ra chói mắt ánh sáng trắng. Đốt thần trưởng, trưởng lực kích động, chấn áp hư không, một con tựa như có thể trực tiếp đem một ngọn núi lớn chụp được nghiền, hàm chứa vô cùng lực lượng màu trắng trưởng ấn ở Mục Dã trước người ngưng tụ, hướng Diệp Thần hung hăng vỗ tới. Màu trắng trưởng ấn chỗ đi qua, những cái kia thánh khí cấp bậc trưng bày, lại là đều bị nghiền được nghiền. Mục Dã mặt lộ vẻ cười nhạt, lần này Diệp Thần, chết chắc. Đốt thần trưởng mặc dù không có vạn thần chém tâm kiếm uy lực, cường đại như vậy, nhưng là lại không có xem vạn thần chém tâm kiếm như vậy tác dụng phụ. Hắn lần này, sẽ không cho Diệp Thần lưu lại bất kỳ cơ hội. Đối mặt đánh tới trưởng ấn, Diệp Thần sắc mặt nặng nề, nhưng là, hắn trong mắt, vẫn không có bất kỳ ý lùi bước. Muốn đánh, liền muốn chiến rốt cuộc. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm thú hủ kiếm, hướng đánh tới trưởng ấn, hung hăng chém tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể, lại là bị trưởng ấn đánh được bay ngược, hung hãn đụng vào thần tâm điện trên một cây cột. Lúc này Diệp Thần đã là cả người máu tươi đầm đìa, Mục Dã ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt tất cả đều là sảng khoái. Đây chính là, đắc tội hắn kết quả. Hắn đang chuẩn bị mở miệng giễu cợt mấy câu, ai nghĩ tới, nhìn như, rõ ràng là trọng thương Diệp Thần, rốt cuộc lại một lần, đứng lên. Chẳng những đứng lên, còn đối với trước Mục Dã, vô cùng nhanh chóng chém ra một kiếm. Mục Dã cả kinh, cơ hồ theo bản năng hồi tưởng lại Diệp Thần vậy vô cùng khủng bố, liền hắn cũng không cách nào tiếp liền ngăn cản Trảm Thiên Nhất Kiếm, nhưng là, rất nhanh, hắn liền buông lỏng xuống. Diệp Thần một kiếm này, rất mạnh, xa xa vượt ra khỏi tinh khiếu cảnh giới, nhưng là, so với Trảm Thiên Nhất Kiếm, nhưng là kém xa. Mục Dã trên mặt, nụ cười nồng hơn. Bởi vì, một kiếm này thuyết minh Diệp Thần, là thật cùng đồ mạt lộ. Kiếm pháp kinh khủng kia, hắn đã, không cách nào thi triển. Cái gì rác dưới kiếm pháp, cũng xứng ở ta trước mặt hiện mắt. Mục Dã khinh thường hừ lạnh nói, giơ tay lên lại là nhất kích đốt thần trưởng kích ra, vậy phảng phất thiên giới phủ xuống tuyệt mạnh trưởng ấn lần nữa hiện lên, ngay tức thì liền đem Diệp Thần chém ra kiếm quang, đè được nghiền. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy ánh sáng trắng trưởng ấn, dễ như bỡn lực, lần nữa hung hãn đem Diệp Thần thân thể đánh bay, máu tươi tràn ngập, cơ hồ đem ngay ngắn một cái vị thần lòng điện, cũng cho hoàn toàn nhiễm đỏ. Sở Doanh thấy vậy, cặp mắt một đỏ, nhưng là, nàng chặt chẽ cắn môi mình, cũng cắn ra máu tươi, nàng đang cố gắng khắc chế mình, không để cho mình phát ra âm thanh, không để cho trong đại điện mọi người nhìn chăm chú đến mình. Như vậy, nàng mới có cơ hội, trợ giúp Diệp Thần. Mục Dã hơi thở một hơi, mặt đầy cười lạnh nhìn cơ hồ trở thành một cái người máu Diệp Thần, giễu cợt nói, phế vật, người hiện tại, còn có thể chạm được sao? Ừ, tiếp tục đứng lên à, lão tử, còn không có đánh đủ đây. Như vậy thương thế, đổi thành phong môn cường giả tới, đều phải chết lên nhiều lần chứ. Diệp Thần thể chất chính là lại nghịch thiên, vậy, không thể nào đứng lên. Nhưng mà, một khắc sau, Diệp Thần lại thật, lần nữa đứng lên. Hắn toàn thân, đều là một phiến đỏ tươi, chật vật không chịu nổi, nhưng là, một đôi mắt, nhưng thủy chung rất sáng. Diệp Thần nhìn nụ cười lần nữa đọng lại Mục Dã, không nói gì. Bởi vì, hắn muốn tiết kiệm thể lực, đem toàn thân cao thấp, mỗi một phân mỗi một chút nào lực lượng, đều dùng đang chiến đấu lên. Mục Dã thấy lần nữa đứng ở trước mặt mình Diệp Thần, ánh mắt dao động, trong lòng chợt trầm xuống. Mục Dã không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi, thần kinh đều phải đứt đoạn, điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay linh lực quay tít, hơi thở ngất trời,
lại là không để ý tự thân thương thế, toàn lực bùng nổ, hướng về phía Diệp Thần liền liền xuất trưởng, điên cuồng đánh. Cho ta chết, cho ta chết, cho ta chết, cho ta chết. Mục Dã một bên huy trưởng, vừa hướng Diệp Thần điên cuồng giống to, mỗi một trưởng cũng ẩn chứa vô tận đạo vận, mỗi một trưởng đều tựa như tự thành nhất giới, mỗi một trưởng cũng giống như là ngay ngắn một cái vũ trụ, hướng về phía Diệp Thần rơi xuống. Một trưởng tiếp theo một trưởng, điên cuồng rơi xuống, lại giống như là vô số viên tinh thần hạ vẫn, nghiền vạn vật. Không biết đánh nhiều ít trưởng sau đó, Mục Dã kịch liệt thở hào hển, rốt cuộc, ngừng động tác, hắn lúc này, cả người trên dưới, cũng là máu tươi một phiến. Nguyên bản bị Diệp Thần chém rách, dần dần khép lại vết thương, lần nữa văng tung tóe mở, kinh khủng hơn phải, Mục Dã vậy vô cùng bền bỉ kinh mạch, lúc này, cũng là hư hại được không còn hình dáng. Sợ rằng, lần chiến đấu này sau đó, hắn căn cơ, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mục Dã cả người hơi thở, nhanh chóng suy bại xuống, có thể hắn nhưng không để ý chút nào, mà là chặt chẽ nhìn chằm chằm thần tâm trong điện một mảnh phế tích, bị hắn đánh văng ra ngoài phế tích. Hắn ánh mắt bên trong, là mong đợi. Mong đợi thấy, Diệp Thần thi thể. Công kích kinh khủng như thế dưới, chính là thượng cổ chí tôn yêu thú, cũng được mất đi chứ. Diệp Thần, còn có thể sống sót sao? Bụi mù tiêu tán, rất nhanh, hiện ra Diệp Thần bóng người. Sở Doanh thấy Diệp Thần bóng người lúc đó, mắt đẹp chợt co rúc lại, lại là cũng không khắc chế nổi nữa, rơi lệ. 10 ngón tay của nàng, nắm thật chặt, thậm chí, cũng lõm vào lòng bàn tay của mình bên trong. Mà Mục Dã thấy rõ ràng Diệp Thần hình dáng sau đó, rốt cuộc không nhịn được, phát ra thoải mái cực kỳ tiếng cười. Bây giờ Diệp Thần, so với người, càng giống như là thi thể. Nếu không phải, Diệp Thần hiện tại còn tản ra cực kỳ hơi thở yếu ớt, người bất kỳ cơ hồ đều phải lấy là, Diệp Thần, đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Ha 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 ha, Mục Dã cười, trong mắt lãnh ý sâu hơn, người bây giờ dáng vẻ, thật là quá thích hợp ngươi hạ đám người thân phận à. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía Cửu U Đế hỏi, Cửu U Đế, ngươi nói, hình ảnh này là không thì phải tìm cái họa sĩ tới đây, đem thật tốt mô tả đi ra, truyền lưu vạn thế. Cửu U Đế thần sắc ngưng trọng, nhưng là hắn trong lòng không có chiến ý, không dám đắc tội thần quốc, chỉ có thể phù hợp nói, Mục công tử nói cực phải. Nhưng là rất nhanh, Mục Dã liền bỏ đi cái ý niệm này. Hắn không thể để cho Diệp Thần sống sót, không thể cho Diệp Thần loại người này, một tia một hào xoay mình cơ hội. Bởi vì, Diệp Thần, để cho hắn sợ. Phát ra từ nội tâm sợ. Lúc này, nhìn như đã một hơi một tí, xu hướng tại sắp chết Diệp Thần trong đầu, nhưng vang lên phong thanh dương thanh âm. Không nghĩ tới cắn trả lại tới nhanh như vậy. Vậy mấy kiếm đối với người bây giờ tu vi mà nói, cuối cùng quá mức bá đạo. Thằng nhóc. Ngươi thật muốn đánh cuộc, phải biết, hiện ở nơi này Mục Dã, hiển nhiên là ở bình phục thương thế, đây là ngươi chạy trốn thời cơ tốt nhất, ngươi hiện tại, nhìn như xu hướng tại sắp chết, nhưng là, người ta đều biết, ngươi nhận so với cái này nặng hơn tổn thương, vậy vẫn có thể chiến đấu, muốn trốn, khẳng định có thể làm được. Diệp Thần trong lòng bên trong, nhàn nhạt lắc đầu nói, ta sẽ không trốn, ta chạy, có thể trong thời gian ngắn. Rất khó lại còn tốt như vậy cơ hội chu diệt Mục Dã. Ta hiện tại bị thương nặng, Mục Dã, đồng dạng cũng là bị thương nặng, hơn nữa, niệm ma thân thể, ta thế ở tất được, ta chạy, liền sẽ bị cái này Mục Dã đạt được niệm ma thân thể, cái này, tuyệt không phải ta mong muốn. Hắn hiện tại tới cho nên một hơi một tí, chính là đang tích góp lực lượng, vì mình liều mạng nhất khích, tích góp lực lượng. Đồng thời, cũng là ở cùng. Ở các loại. Cái đó để cho hết thảy, phát sinh nghịch chuyển thời cơ đến. Ngay tại lúc này, Mục Dã khí tức trên người, đột nhiên cao phồng lên tới. Diệp Thần không nhịn được, hô hấp hơi chậm lại. Cái này Mục Dã, lại vào lúc này, bình phục thương thế, có thể công kích. Mục Dã trưởng lực ngưng tụ, phổ biến linh lực, tràn vào trong lòng bàn tay, hắn nhìn chằm chằm vẫn không nhúc nhích Diệp Thần, không nhịn được cười như điên nói, Diệp Thần. Không nghĩ tới sao, cuối cùng, thắng phải trả là ta à. Mục Dã nâng lên tay, trưởng lực nhập vào xuất ra, ngút trời trưởng ấn ẩn hiện, phát ra khí tức hủy diệt. Liền tại tất cả người, cũng lấy là Diệp Thần phải bỏ mạng ở Mục Dã một trưởng này dưới lúc đó, dị biến phát sinh.
một đạo nhức mắt cực kỳ kiếm quang, chợt giết hướng Mục Dã. Trực kích chỗ hiểm. Cái gì? Chấm hỏi. Mục Dã con người co giúp một cái, cả kinh thất sắc, hắn hiện tại, chính là đem đốt thần trưởng vận chuyển tới đỉnh cấp lúc à, đã không cách nào thu tay lại biến chiêu, nhưng là, đột nhiên này đánh tới một kiếm, cực kỳ khủng bố, nếu như hắn cố ý công kích Diệp Thần, mình coi như không chết, vậy tất nhiên trọng thương. Hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, có thể đã dùng qua à. Kiếm này quang, nhanh như tia chớp. Lại là chút nào không thể so với Diệp Thần Trảm Thiên Nhất Kiếm chậm hơn nhiều ít, Mục Dã lúc này, thậm chí không còn kịp suy tư nữa, hắn tràn đầy không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đành phải đem nguyên bản công kích Diệp Thần đốt thần trưởng, quay lại nghênh hướng đánh tới tuyệt mạnh một kiếm. Ầm một tiếng vang thật lớn, Mục Dã kêu đau một tiếng, tay trái ngay tức thì nổ tung, cả người cũng là liền lùi mấy bước, mới dừng lại thân hình. Đồng thời, Hoàng Cung Phụng sắc mặt đại biến. Hóa là tàn ảnh, tùy tiện ra tay, một chưởng đánh vào động thủ người trên mình. Hắn có thể không cho phép người khác đối với thần quốc thiên mới âm thầm ra tay. Cùng lúc đó, một đạo thân thể mềm mại, bị vậy hung hãn lực lượng, đánh được đổ bay ra. Sở Doanh khóe miệng trào máu, ngay tức thì mắc đi cầu thức mơ hồ, hơi thở uể oải. Sở Doanh mặc dù cũng là cao cấp yêu nghiệt, nhưng là, nàng mạnh địa phương, chủ yếu ở chỗ công kích. Mặc dù nàng một kiếm kia, bàn về uy lực, so bây giờ Mục Dã đánh ra đốt thần trưởng, mạnh hơn mấy phần. Nhưng là, phòng ngự của nàng, có thể không ngăn cản được Mục Dã và Hoàng Cung Phụng liên hiệp nhất kích à. Sở Doanh, mà Diệp Thần thấy vậy, lại là hô to một tiếng, cả người tử diễm, ngay tức thì bùng nổ, phóng người lên, ngay lập tức bây giờ, liền đem Sở Doanh bay ngược thân thể tiếp lấy. Hắn có thể chịu đựng làm nhục, cho dù... Hắn là vô cùng kiêu ngạo người. Có thể hắn nhưng không cách nào nhịn được, có người là mình bị thương. Sở Doanh mắt đẹp ngưng mắt nhìn tiếp lấy mình Diệp Thần, trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia thê mỹ nụ cười nói, ngươi. Nói qua, Diệp Thần đau tim vô cùng nhìn cô gái trong ngực, ôn nhu trận lại nói, chớ nói chuyện, sẽ tăng thêm thương thế của ngươi. Sở Doanh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đôi môi hé mở nói, ngươi. Nói qua. Sẽ không để cho ta, thương tâm, còn nhớ không? Diệp Thần trong mắt bên trong, thoáng qua từng chút kinh ngạc, gật đầu nói, nhớ, ta nhớ, không cần nói, được không? Sở Doanh chậm rãi nâng lên tay, vuốt ve Diệp Thần nhuốm máu gò má, trên gương mặt tươi cười, nâng lên một cái nụ cười thỏa mãn nói, Diệp Thần. Không nên chết, cửu U và ma tộc đã trước mắt tan hoang, ta biết, chỉ có ngươi có thể thay đổi bây giờ cách cục. Lời vừa dứt. Sở Doanh tay, vô lực rủ xuống, vậy đôi so đầy trời tinh thần hơn nữa sáng chói mắt đẹp, vậy chậm rãi nhắm lại. Mà lúc này, Mục Dã thì đang liều mạng xử lý tay trái mình thương thế, hắn đầy mắt đều là bạo liệt tức giận, trợn mắt nhìn Diệp Thần cô gái trong ngực, gầm thét la mắng. Đáng chết tiện nhân, lại dám xấu xa ta chuyện tốt, đối với ta giết cái này con chó chết sau đó, nhất định, muốn cho ngươi nếm thử một chút bị lăng nhục mùi vị. Đột nhiên bây giờ, Mục Dã lời của, hơi ngừng. Hắn, không nói được. Bởi vì, một cổ rét lạnh tới cực điểm khủng bố sát ý, ngay tức thì, bao phủ toàn bộ thần tâm điện. Mà sát ý kia vòng xoáy trung tâm, chính là Diệp Thần. Mục Dã ánh mắt, đang run rẩy. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ước chừng, là bị sát ý này bao phủ, Mục Dã liền cảm giác, tự mình tới đến chân chính địa ngục. Sợ hãi ở hắn cả thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong truyền bá. Thật đáng sợ. Thằng nhóc, kích hoạt xích trần thần mạch, máu tươi đẩy vào cô gái này thân thể, Phong Thanh Dương nói. Diệp Thần gật đầu một cái, đem xích trần thần mạch kích hoạt, nhẹ nhàng buông xuống Sở Doanh thân thể, sau đó bước ra một giọt máu tươi nhập Sở Doanh trong miệng. Tiếp theo xoay người, đối mặt Mục Dã, hắn lúc này, mặt vô thần sắc, thậm chí, liền trong mắt bên trong. Đều không mang theo một tia một hào chập chờn. Nhìn như, lại là hoàn toàn không có buồn vui, vô cùng bình tĩnh. Nhưng là, cái này, chính là Diệp Thần căm hận đến cực hạn biểu hiện. Diệp Thần, cố gắng lên, ta và Kỷ Lâm cũng sẽ giúp ngươi, nhưng vào lúc này, thần tâm điện ngai vàng vị trí, vang lên một người bé gái tiếng gọi ầm ĩ. Nơi này đồng thời, một đạo ô mang, bắn vào Diệp Thần cái ót. Cửu U đế sắc mặt đại biến,
quát lên, tiểu cửu, ngươi. Mục Dã sững sốt một chút, tiếp theo, chính là đờ đẫn, hoàn toàn được đờ đẫn. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra, Mục Dã cũng không biết. Nhưng là, hắn rõ ràng phải, trước mắt Diệp Thần tản ra hơi thở, lại là, nhanh chóng tăng vọt. Không, không thể nào, Mục Dã lâm vào vô cùng kinh hoàng bên trong, điên cuồng thét lên, tiếp theo, lại là vừa quay người, cả người huyết quang chớp mắt, thân hình cực nhanh chớp động, không để ý hết thảy đi thần tâm ngoài điện, phi độn bỏ chạy. Diệp Thần giơ lên thú hủ kiếm, hướng về phía cửu công chúa nhàn nhạt nói cảm ơn. Cửu công chúa lắc đầu một cái, là Kỳ Lâm cầu ta làm như vậy, ngươi không cần cảm ơn ta. Diệp Thần gật đầu, nhắm mắt lại, sát ý của hắn, đột phá. Hắn cảnh giới vậy vào giờ khắc này bước vào tạo hóa cảnh tầng 3 thiên. Thậm chí còn ở leo lên. Cho đến tầng 4 thiên tài ngưng lại. Chém, quát khẽ một tiếng. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, chợt rơi xuống. Trong nháy mắt, trời rên rỉ, gió lớn kêu rên. Tựa hồ có chư thiên thần ma, bởi vì đây tuyệt đời một kiếm, mà khóc tỉ tê. Xa xa, ở huyết quang bọc dưới, nhanh chóng chấp động Mục Dã, không khỏi được mặt hiện một tia vẻ mừng rỡ, hắn thành công. Hắn trốn ra được, như vậy dưới khoảng cách, cho dù là Diệp Thần trảm thiên nhất kiếm, hắn vậy có lòng tin, không cách nào giết chết mình. Nhưng mà, một khắc sau, hắn nụ cười, đột nhiên đọng lại. Một đạo kiếm quang, lại là im hơi lặng tiếng, không vào trong cơ thể hắn. Không đúng, không phải như vậy. Kiếm pháp của ngươi, không có như thế mạnh à. Mục Dã tê tâm liệt phế hét lớn, trong cơ thể huyết quang điên cuồng bùng nổ, đó là bảo vệ tánh mạng huyết phù bên trong, một tia còn sót lại năng lượng, ở áp chế đạo kiếm quang kia. Ta sẽ không chết ở chỗ này, ta là thần quốc thiên tài, ta là so linh võ đại lục bất kỳ tồn tại cũng cao hơn cùng thần quốc người à. Ta làm sao sẽ chết ở một cái linh võ chi trên tay của người. Chính là huyết phù. Cho dù là hoàn chỉnh, cũng không thể ngăn trở Diệp Thần cái này kinh thiên một kiếm, huống chi là còn sót lại năng lượng. Không tới một phần vạn giây, lạnh như băng kiếm quang, liền hoàn toàn xé nát cái này thần quốc thiên tài thân thể, liền vậy cực kỳ cường hãn, có thể sánh bằng nửa bước ma linh thần hồn, đều bị cái gì nghiền. Mục Dã chết. Cùng trong chốc lát, Mục Dã trên hư không mơ hồ vết rách xuất hiện, một cái bóng vạch qua, nhưng là rất nhanh khép lại. Hơi thở hoàn toàn không có. Cửu U Đế chân mày đông lại một cái, nhìn một cái bầu trời, suy đoán mấy phần. Hoàng cung phụng lúc này, nhưng tựa như một tòa không có mạng sống pho tượng vậy, ngây ngốc nhìn thần tâm trong điện, cả người đẫm máu Diệp Thần, vậy không có thể một đời thần quốc thiên tài Mục Dã lại chết như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, Hoàng cung phụng và Cửu U Đế sắc mặt, liền khẩn trương, đổi rất thảm rất thảm. Đây chính là thần quốc Mục Gia công tử à, lại chết như vậy, bọn họ, làm sao gánh nổi trách nhiệm à. Hoàng cung phụng đều phải hít thở không thông, có một loại ngày tận thế sắp phủ xuống cảm giác. Hoàng cung phụng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, dùng ánh mắt tỏ ý Cửu U Đế. Chỉ cần cầm Diệp Thần bắt lại, giao cho Mục Gia mà nói, hẳn, có thể lắng xuống Mục Gia lửa giận. Cửu U Đế, ánh mắt lóe lên, cuối cùng. Vẫn lắc đầu một cái, bọn họ bắt lại Diệp Thần, thì thật rét lạnh Cửu U quốc lòng. Cửu U đã không phải là ma đế chấp trưởng Cửu U. Cửu U đế, nhìn một cái thần tâm trong điện bị thương Lam Vũ Phi và Sở Tiêu, giơ tay lên một cái, đem hai quả thánh dược, hóa thành thuần túy dược lực, đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Hắn than thở một tiếng, mặt lộ vẻ cười khổ, lần này thật sự là, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Thần quốc thiên tài Mục Dã không có nịnh hót đến, ngược lại, đắc tội Mục Gia. Hơn nữa, hoàn bởi vì Mục Dã quan hệ, đắc tội Lam Vũ Phi và Sở Tiêu, cái này hai vị thần hoàng và thần long học viện bước lên huyền bảng thiên tài. Hắn Cửu U quốc mặc dù mạnh, linh võ đại lục không có bất kỳ một người nào thế lực, có thể một mình chống lại, nhưng là, nếu như cường đại nhất thần hoàng học viện và thần long học viện liên thủ, vậy phiền toái. Mà lúc này Diệp Thần, lạnh như băng nhìn lướt qua Hoàng cung phụng và Cửu U Đế, hắn nhanh chóng đi tới Sở Doanh bên người, đưa tay điều tra Sở Doanh tình huống trong cơ thể. Càng điều tra, hắn sắc mặt, liền càng khó khăn xem. Sở Doanh bây giờ tình huống, vốn là, sớm đáng chết.
nhưng là, toàn dựa vào hắn thần bí kia máu tươi, mạnh treo một hơi. Diệp Thần hít sâu một hơi, chợt giơ lên thú hủ kiếm, cắt ra tay mình cổ tay, đem vết thương để ở Sở Doanh miệng, điên cuồng bơm vào máu tươi. Nhưng là, càng bơm vào, Diệp Thần lòng, liền càng đi xuống nặng. Sở Doanh thân thể, mặc dù dựa vào hắn thần mạch máu tươi, treo ở tánh mạng, nhưng là, bất luận hắn bơm vào nhiều ít máu tươi, Sở Doanh, nhưng không chút nào dấu hiệu chuyển biến tốt. Diệp Thần tay, đều không khỏi được khẽ run, hắn, tuyệt không thể để cho Sở Doanh chết. Mắt gặp loại chuyện này, hắn chỉ có thể ở trong lòng, đối với Phong Thanh Dương hỏi, Phong tiền bối, phải làm sao, mới có thể cứu Sở Doanh. Phong Thanh Dương yên lặng chốc lát, mới mở miệng nói, phải cứu cái này nha đầu, xem ra, chỉ có thể dựa vào Long Tâm Quả. Diệp Thần gật đầu một cái, thậm chí, liền Long Tâm Quả là cái gì, cũng không hỏi, tiếp theo, hắn liền đem Sở Doanh nhẹ nhàng buông xuống, đứng lên, nhìn về phía Cửu U Đế các người. Hắn sở dĩ không hỏi, là bởi vì là, bất luận con rồng này lòng quả, là cái gì, hắn cũng nhất định phải đạt được tay. Sở Doanh hiện tại, tạm thời dựa vào hắn máu tươi treo mệnh, hoàn sẽ không chết. Mà Cửu U Đế suy tư hồi lâu sau, rốt cuộc mặt hiện kiên quyết vẻ, đối với Hoàng Cung Phụng nói, Hoàng Cung Phụng, người muốn lừa gạt Mục Dã đã chết tin tức. Hoàng Cung Phụng cả kinh, đây chính là thần quốc Mục Gia à? Nào có, tốt như vậy lừa gạt, hơn nữa, có thể lừa gạt được tạm thời, không lừa được nhất thế. Một ngày nào đó, vẫn là phải bại lộ. Lời là nói như vậy, nhưng là, lúc này Hoàng Cung Phụng nhưng chút nào không dám chống đối Cửu U Đế, bởi vì, hắn mới vừa phạm vào sai lầm lớn, bởi vì hắn tìm tới Mục Dã, toàn bộ Cửu U Quốc đều có thể rơi vào nguy hiểm, hắn nơi nào còn dám có cái gì dị nghị. Thậm chí hắn mới vừa rồi bị thương nặng Sở Doanh. Hắn đành phải khổ một gương mặt già nua, đối với Cửu U Đế hỏi, Cửu U Đế, không biết, muốn lừa gạt tới khi nào. Cửu U Đế một đôi mắt hổ quét về phía Diệp Thần, trầm giọng nói, lừa gạt đến, Diệp Thần quật khởi thời điểm. Cái gì? Chấm hỏi, Hoàng Cung Phụng cả kinh, Diệp Thần quật khởi. Diệp Thần quật khởi, là ý gì? Coi như Diệp Thần thật sự là thiên chi kiêu tử, muốn trưởng thành đến, có thể chống lại thần quốc Mục Gia, chí ít. Cũng phải trăm ngàn năm chứ. Vậy làm sao lừa gạt đi xuống? Hơn nữa, Diệp Thần thật cường đại, chịu trợ giúp Cửu U Quốc sao? Hoàng Cung Phụng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, Cửu U Đế, chúng ta mới vừa rồi, như vậy đối đãi cái này Diệp Thần, hoàn bị thương Sở Doanh. Hắn coi như thật có thể trưởng thành đến chống lại Mục Gia bước, nhưng là, hắn chịu ra tay trợ giúp Cửu U Quốc sao? Cửu U Đế cười nói, người đừng quên. Là ai giết Mục Dã, chúng ta phải làm, chính là giúp Diệp Thần tranh thủ thời gian. Hoàng Cung Phụng than thở một tiếng, gật đầu một cái, hiện tại, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần, đến lúc đó, sẽ nguyện ý trợ giúp Cửu U Quốc. Cửu U Đế tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta Cửu U Quốc toàn lực giúp đỡ Diệp Thần. Hắn ở Cửu U Quốc thân phận, cùng ta cùng cùng. Hoàng Cung Phụng không khỏi được sắc mặt đại biến nói, Cửu U Đế, cái này. Cửu U Đế lắc đầu một cái, xen lời hắn, cái này vốn là, chính là một lần đánh cuộc sai rồi, ta Cửu U Quốc, cũng muốn diệt, còn để ý thân phận gì. Đánh cuộc đúng, ta Cửu U Quốc tất nhiên quật khởi, cho dù phong Diệp Thần một cái vương hầu vị, thì như thế nào. Đây là, Hoàng Cung Phụng và Cửu U Đế, thấy Diệp Thần, lại là thái độ đại biến. Mặt đầy tươi cười nhìn Diệp Thần. Cửu U Đế ân cần hỏi, Diệp tiên sinh, Sở cô nương nàng thế nào? Hoàng Cung Phụng, còn không nói xin lỗi, mời Diệp tiên sinh có thể tha thứ. Hoàng Cung Phụng cũng nói, Diệp tiên sinh, ta mới vừa rồi. Cái này đường đường Cửu U Quốc Đế Vương, lại cho Diệp Thần nói xin lỗi, nhận lỗi. Thật là khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần hàn mâu rơi vào Hoàng Cung Phụng trên mình, người phải chết. Hoàng Cung Phụng mặt liền biến sắc, chỉ có thể nhìn về phía Cửu U Đế. Cửu U Đế tự nhiên không thể nào để cho Hoàng Cung Phụng chết, Sở Doanh so với hắn, rõ ràng Hoàng Cung Phụng trọng yếu hơn. Diệp Thần, chuyện này không phải chuyện đùa, hơn nữa mới vừa rồi Sở Doanh ra tay, vốn là phá hư quy củ, Hoàng Cung Phụng ra tay, vậy coi là hợp lý. Nếu như do Sở Doanh giết thần quốc thiên tài, Sở Doanh cuối cùng vẫn là phải chết.
Cửu U Đế thanh âm lạnh xuống. Diệp Thần chút nào không nhúc nhích đong đưa, ta nói chỉ nói một lần, có làm hay không do ngươi. Cửu U Đế thần sắc biến đổi, có ai dám như vậy nói với hắn nói. Hoàng cung phụng quá trọng yếu, không thể chết được. Ngay tại lúc này, Hoàng cung phụng mặt không cảm giác đi ra, đi tới Diệp Thần trước mặt. Ra tất cả mọi người dự liệu phải, Hoàng cung phụng trực tiếp quỳ xuống. Quỳ xuống ở trọng thương sở doanh trước mặt. Diệp tiên sinh, mới vừa xuất thủ, ta có lấy lòng thần quốc ý, bởi vì sự việc đột phát, ta cũng không chú ý tới là sở doanh động thủ, muốn nhận tay đã muộn. Ta nguyện ý vĩnh đoạn một cánh tay, bồi thường. Cửu U Đế mặt liền biến sắc, mới vừa muốn nói cái gì, Hoàng cung phụng tay phải trực tiếp nắm tay trái. Sau đó, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ. Một cánh tay trực tiếp hóa là xương máu. Thậm chí, tu vi cũng ở đây rơi xuống. Đây đối với Hoàng cung phụng như vậy cường giả mà nói, giá quá lớn. Luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương cũng là nói, nếu quả thật nói tổn thất, người này giá phải trả so sở doanh lớn hơn, hắn mới vừa mới động thủ hoàn vận dụng cấm chế lực, cánh tay kia vĩnh viễn không cách nào sống lại, đối với võ giả, quá đáng tiếc. Diệp Thần ánh mắt hòa hoãn mấy phần, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, doanh nhi tình huống rất hỏng bét, ta hiện tại cần long tâm quả là nàng chữa thương, Cửu U quốc bên trong có không? Cửu U Đế và Hoàng cung phụng nghe vậy, đều là mặt hiện vẻ kinh sợ. Cửu U Đế khó có thể tin nhìn Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, người xác định, người muốn là long tâm quả. Ừ, Diệp Thần nhướng mày một cái, Cửu U Đế hình dáng, có điểm không đúng, thế nào? Cửu U Đế cười khổ nói, Diệp tiên sinh, nếu như những thứ khác linh vật, linh dược, coi như là tuyệt thế khó tìm vật, ta nghiêng Cửu U quốc lực, vậy rất có hy vọng là Diệp tiên sinh tìm tới. Nhưng là, con rồng này lòng quả, ta mặc dù nghe nói qua, nhưng là, sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua à, đây chính là, truyền thuyết bên trong linh quả à. Ta thậm chí cho rằng, đó bất quá là hư cấu vật, cái này, chúng ta Cửu U quốc, là thật không có. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được nhíu chặt hai hàng lông mày nói, Cửu U Đế có thể biết, cái này linh võ đại lục bên trên, nơi nào, có thể tìm được con rồng này lòng quả. Cửu U Đế nhìn Diệp Thần vô cùng là bộ dáng nghiêm túc, trầm ngâm một hồi sau đó, mở miệng nói, nếu như, thật có chỗ nào còn có con rồng này lòng quả tồn tại nói, vậy chỗ này, hoặc là Cửu Thiên Thần Long Điện, hoặc là Hải Ma. Cửu Thiên Thần Long Điện. Diệp Thần trong mắt thần quang bạo tránh, đây là huyết long đi địa phương. Bất quá cụ thể ở nơi nào, hắn căn bản không biết. Còn như Hải Ma, hẳn ở ma tộc bên trong. Ma đế nữ nhi ngay tại Hải Ma bên trong. Bất quá bước vào Hải Ma, thì chẳng khác nào bước vào quân ma trần địa giới. Trình độ nguy hiểm, không cách nào tưởng tượng. Cửu U Đế lại nói, Diệp Thiên Sinh, mặc dù, chúng ta không có long tâm quả, nhưng là, có một vật, nhưng đối với sở cô nương bây giờ tình huống, có trợ giúp. Diệp Thần hai tròng mắt sáng lên nói, là cái gì? Cửu U Đế nhấc tay một cái, bắn ra một đạo băng lam quang mang, tia sáng kia rơi vào thần tâm điện bên trong sau đó, nhanh chóng phóng đại, rất nhanh, lại hóa thành một tòa bông tuyết quan tài. Hơn nữa, cái này quan tài, hiển nhiên cũng không bình thường, toàn thân lại tản ra vô cùng là khí tức cường đại, lại là một kiện thần khí. Cửu U Đế giải thích, cái này quan tài, tên là Huyền Quan Tài Băng, có đông võ giả cơ thể, khống chế thương thế, gìn giữ sinh cơ công dụng, Diệp tiên sinh muốn có được long tâm quả. Chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, có cái này quan tài, Diệp tiên sinh liền không cần lo lắng, sở cô nương thương thế trở nên ác liệt. Phong Thanh Dương lúc này, vậy mở miệng nói, thằng nhóc, cái này Huyền Quan Tài Băng, ngược lại không tệ, rất thích hợp sở bé gái, vốn là ngươi cho dù mỗi ngày cho sở nha đầu này máu, nàng sức sống, có thể vậy sẽ từ từ trôi qua, có cái này quan tài, tình huống, liền sẽ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, ngươi chỉ cần một tháng, này một lần máu liền có thể là nàng kéo dài tánh mạng. Diệp Thần nghe vậy, thật sâu nhìn Cửu U Đế một mắt, nói, được. Nếu là đối với sở doanh đồ hữu dụng, hắn, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Diệp Thần mở ra Huyền Quan Tài Băng, một cổ cực hàn chi khí, liền từ quan tài bên trong phiêu tán ra, hắn động tác vô cùng là êm ái ôm lấy sở doanh thân thể,
tựa như rất sợ làm bị thương nàng vậy, đi tới huyền quan tải băng trước. Hắn ngưng mắt nhìn Sở Doanh vậy tuyệt đẹp gương mặt hồi lâu, trong mắt bên trong, là tiếc nuối. Hắn và Sở Doanh bất quá thấy mấy lần. Sở Doanh nhưng như vậy bảo vệ hắn. Không tiếc lấy mình sinh mạng làm giá. Hắn có tài đức gì? Như trước khi nói, hắn đối với Sở Doanh, hoàn chỉ là làm bạn mà nói, ngày hôm nay, hắn đã thiếu người phụ nữ này lương hơn. Hắn hướng về phía Sở Doanh, ôn thanh nói, ta đã đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi thương tâm, hiện tại, ta lại hướng ngươi bảo đảm, ta, nhất định sẽ cứu sống ngươi. Vừa nói, hắn rốt cuộc, đem Sở Doanh bỏ vào huyền quan tài băng bên trong. Một khắc sau, quan tài bên trong khí lạnh, liền sáp nhập vào Sở Doanh thân thể mềm mại bên trong, trong nháy mắt, Sở Doanh máu, liền bị hoàn toàn đóng kết, thời gian, tựa như ở trên người nàng, dừng lại vậy. Mà huyền quan tài băng, vậy hóa là một cái móng tay lớn nhỏ mini quan tài, rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần đem huyền quan tài băng thu hồi sau đó, hít sâu một hơi, đem hỗn loạn tâm trạng sau khi bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy lanh lợi đáng yêu cửu công chúa. Lúc này cửu công chúa, bởi vì vận dụng hai lần niệm ma thân thể, đã có điểm chịu không nổi, sắc mặt nàng trắng bệch, cặp mắt vô thần, cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn như, yếu ớt vô cùng. Diệp Thần đi tới cửu công chúa trước người, sờ sờ mặt nàng chứng, nhìn cửu công chúa khó chịu hình dáng, trong lòng cũng là đau xót, hắn biết, cửu công chúa sở dĩ khó như vậy bị, là bởi vì là, nàng miễn cưỡng vận dụng niệm ma thân thể, chữa khỏi mình quan hệ. Có thể nói, nếu không phải cửu công chúa, hắn, có thể đã chết. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một đạo kiên định tín niệm, bắt đầu từ bây giờ. Chỉ cần có hắn ở đây, liền tuyệt không có ai, có thể tổn thương trước mắt cô gái một sợi tóc. Cửu công chúa nhìn Diệp Thần, thanh âm khàn khàn nói, Diệp Thần ca ca, ta, thật khó chịu. Một bên Kỳ Lâm cũng là không đành lòng nói, Diệp Thần, ngươi mau đưa niệm ma thân thể mang đi đi, cửu công chúa đã là bạn của ta chẳng ngờ nàng khó như vậy bị. Diệp Thần mặt mỉm cười, ôn nhu an ủi, yên tâm. Tiếp theo. Hắn quay đầu hướng về phía cửu U Đế nói, lập tức, bắt đầu tiến hành niệm ma thân thể chuyển độ nghi thức đi, tiểu cửu liên tục vận dụng niệm ma thân thể, nàng thân thể, mau không chịu nổi. Hoàng cung phụng tự nhiên vậy phát hiện cửu công chúa tình huống không ổn, lúc này cũng không nói nhảm, giơ tay lên một cái, mấy quả trận bàn bay ra, liền bố trí xong một cái trận pháp huyền ảo, hắn hướng về phía Diệp Thần chắp tay một cái, cung kính nói. Xin Diệp tiên sinh. Đem cửu công chúa, thả vào trong trận. Diệp Thần gật đầu một cái, đem cửu công chúa ôm vào trận pháp bên trong. Một hồi loáng ánh sáng màu tím sáng lên, ngay tức thì bọc lại cửu công chúa, hoàng cung phụng sắc mặt ngưng trọng, linh lực cuồng trào, trận pháp bên trong, hiện ra vô số màu tím nhạt minh văn, từng cái dung nhập vào cửu công chúa ấn đường bên trong. Hoàng cung phụng trên trán toát ra một tia mồ hôi, nhẹ thở một hơi, đối với Diệp Thần hỏi. Diệp tiên sinh, có thể, người hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần ứng tiếng nói, bắt đầu đi. Hắn có ma khu và xích trần thần mạch trong người, đối với cái này niệm ma thân thể, có thể nói vô cùng là khắc chế, đem hàng phục, cũng không có khó khăn quá lớn. Hoàng cung phụng gật đầu nói, được, Diệp tiên sinh, một hồi, người biết cùng cửu công chúa thức hải tương liên thông, mời không nên chống cự. Dứt lời, Hoàng cung phụng chợt đưa tay. Hướng Diệp Thần một chút. Một đạo ánh sáng tím, từ Hoàng cung phụng trong tay phát ra, ngay tức thì, bắn vào Diệp Thần ấn đường. Một khắc sau, Diệp Thần trong đầu một hồi choáng váng, lại mở mắt lúc đó, không khỏi con người co rúm một cái. Hết thảy trước mắt, đều đã biến mất, lúc này, hắn tựa như đã không có ở đây thần tâm trong điện, mà đi tới một nơi không có một vật, chỉ còn lại vô biên vô tận bóng tối không gian bên trong. Đột nhiên bây giờ, vậy hắc ám bên trong, nổi lên một cái bóng màu xám cho, bóng này mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra là một đạo hình người. Là ai? Từ vậy bóng xám bên trong, truyền ra một cái mang tức giận thanh âm này, tựa như trực tiếp ở Diệp Thần trong đầu vang lên vậy. Là ai xông vào ta lãnh vực, quấy rầy ta nghỉ ngơi? Diệp Thần đánh giá vậy đạo bóng xám, chắc hẳn, đây chính là cái gọi là niệm ma thân thể. Cái này niệm ma thân thể, mặc dù là cửu công chúa trời xanh có linh thể,
Nhưng là, cái này linh thể quá cường hãn, đã ra đời ý thức của chính mình, cũng không phải là cửu công chúa có thể cưỡi, đưa đến linh thể mất khống chế, điên cuồng tiêu hao cửu công chúa linh lực trong cơ thể. Chỉ có đem cái này niệm ma thân thể, thông qua nghi thức chuyển độ đến trên người người khác, mới sẽ không nguy hiểm đến cửu công chúa tánh mạng. Nhưng là, cửu công chúa thức hải, là niệm ma thân thể ra đời chỗ, hắn làm sao nguyện ý, dễ dàng rời đi đâu. Diệp Thần nhìn vậy niệm ma thân thể, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, cái này niệm ma thân thể, không chỉ có tản ra tuyệt mạnh thần niệm lực, đồng thời, còn mơ hồ, có một cổ cực mạnh ma tính tồn tại. Đây cũng là, hắn sẽ mất khống chế cắn trả chủ nhân nguyên nhân đi. Bất quá Diệp Thần, nhưng căn bản không để ý những thứ này, đối với người khác mà nói, quả thật rất nguy hiểm, nhưng là, đối với Diệp Thần mà nói, cái này niệm ma thân thể, thật là, đáng yêu đến không thể lại đáng yêu. Diệp Thần chỉ cần có được nó, thực lực, ngay tức thì là có thể bạo tăng. Đối với ma đế khôi phục thân phận thật sự cũng có vô cùng đại tác dụng. Ngay tại lúc này ấn đường truyền tới một giọng nói, thằng nhóc, niệm ma thân thể trước bị ngươi nắm trong tay, sau đó ta cần, chỉ cần lấy ngươi máu tươi làm chất dẫn, phân ra một phần chia là được. Ngươi càng cường đại, ta khôi phục thân phận thật sự có thể liền càng lớn. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đối với vậy niệm ma thân thể cười lạnh nói, hiện tại, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, mình ngoan ngoãn chuyển tới ta thức hải bên trong tới, nhận ta làm chủ. Thứ hai, ta ra tay, cầm ngươi cưỡng ép mang tới ta trong óc tới, ta đề nghị ngươi chọn thứ nhất chồng, dẫu sao, nếu như ta ra tay, ngươi, nhất định sẽ không rất thoải mái. Vậy niệm ma thân thể, nghe vậy lại là một hồi vặn vẹo, tựa như, là đang tức giận vậy. Rất nhanh, nó liền lần nữa ổn định lại, không chỉ có ổn định lại, còn đối với trước Diệp Thần, phát ra một tiếng cười nhạo nói. Ngươi ra tay cầm ta mang đi. Ngươi ở ta ngay trong óc, thật đúng là dám nói mạnh miệng như vậy. Thứ không biết chết sống. Vừa nói, vậy niệm ma thân thể, lại là tản mát ra một hồi quỷ dị chập chờn bên trong, hàm chứa vô cùng là kinh khủng thần niệm lực. Niệm ma thân thể lạnh giọng nói, hiện tại, lập tức lăn ra khỏi ta thức hải, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không, ngươi liền lại cũng không có nói cái này loại huênh hoang cơ hội. Thật ra thì... đây cũng không phải cái này niệm ma thân thể muốn để cho chạy Diệp Thần, chỉ là, không biết tại sao, Diệp Thần lại cho niệm ma thân thể một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, để cho nó không dám tùy tiện đối với Diệp Thần động thủ. Diệp Thần mặt lộ vẻ cười nhạt, nhàn nhạt nói, à, phải không, ngươi, có thể thử một chút, bất quá là tiểu cửu trong cơ thể một đạo niệm ma, cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Muốn hàng phục cái này niệm ma thân thể, tốt nhất biện pháp. Chính là trước hết để cho nó biết, vô luận nó làm gì, Diệp Thần, đều là nó không thể chiến thắng tồn tại. Niệm ma thân thể giận dữ nói, cho ta im miệng. Ta, mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Dứt lời, từ trong cơ thể tản ra thần niệm chập chờn, chợt lăng lệ, thậm chí, đem vậy vô biên hắc ám, cũng làm vỡ nát, vô cùng cường đại thần niệm, giống như cuồng đào sóng dữ vậy, ngay tức thì, hóa thành vòng xoáy, đem Diệp Thần thần hồn chiếm đoạt. Chết đi cho ta, ta phải đem thần hồn của ngươi hoàn toàn luyện hóa, trở thành ta thức ăn. Niệm ma thân thể thấy Diệp Thần bị mình thần niệm lực chiếm đoạt, phát ra một tiếng vui sướng cười như điên, hét lớn. Nhưng mà, một khắc sau, niệm ma thân thể biến thành bóng xám, đột nhiên một hồi vặn vẹo, tựa hồ, phát hiện cái gì chỗ không đúng. Mơ hồ bên trong, còn có một chút sợ hãi. Vậy thần niệm vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên gian. Vang lên Diệp Thần thanh âm nói, cái này, chính là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Ngươi làm sao không có chết? Niệm ma thân thể khó có thể tin hét. Nó biết, mình thần niệm lực, là vượt xa Diệp Thần, mà ở cửu công chúa thức hải bên trong, nó có thể phát huy ra mình toàn bộ thực lực. Nhưng mà, tại sao, Diệp Thần ở hắn thần niệm công kích dưới, nhưng thật giống như một chút việc cũng không có chứ? Diệp Thần nhàn nhạt nói, bởi vì, ta, so ngươi mạnh. Dứt lời, vậy thần niệm vòng xoáy bên trong, chợt bộc phát ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh ngay tức thì hiện lên ở Diệp Thần sau lưng, thân hình động một cái, liền đem vây khốn Diệp Thần thần niệm vòng xoáy, đụng được nghiền. Hư ảnh ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái niệm ma thân thể, phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền hướng vậy niệm ma thân thể, bay tấn công đi.
mà vậy niệm ma thân thể, vừa thấy được Kỳ Lân hư ảnh sau đó, lại là phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai, vừa quay người, hướng thức hải bên trong, càng bóng tối chỗ sâu chạy trốn đi. Đây là Xích Trần thần mạch, ngươi vẫn là ma khu, làm sao có thể? Không đúng, còn có ngươi ấn đường. Ngươi ấn đường rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần sau lưng hư ảnh trong mắt bên trong, hàn mang thoáng qua, vừa lên tiếng, lại là khạc ra một đạo lục mang, vậy lục mang nhanh như tia chớp, một cái chớp động dưới, ngay tức thì liền xuyên thủng niệm ma thân thể bóng xám. À à à, niệm ma thân thể, chợt phát ra một tiếng hét thảm, vốn là, nó là vô hình vô chất tồn tại, cho dù là hồn kỹ, cũng rất khó tổn thương buông ta ra bản thể, nhưng là... Cái này Kỳ Lân hư ảnh phát ra lục mang, lại giống như là trời xanh nó khắc tinh vậy, không chỉ có thương tổn tới nó, hơn nữa, nó hoàn một chút sức đề kháng cũng không có. Đồng thời, bị cái này lục mang xuyên thủng, hoàn khiến nó cảm thấy vô cùng được thống khổ. Hư ảnh kia lại là một tiếng giống to, liền đem niệm ma thân thể chặt chặt trói buộc, kéo đến Diệp Thần trước người. Nguyên bản hoàn liều lĩnh tàn bạo niệm ma thân thể, lúc này... Ở hư ảnh vậy ánh mắt lạnh như băng dưới, chỉ có thể một cái sức lực được run rẩy. Hư ảnh kia trợn mắt nhìn một đôi mắt to, mắt nhìn xuống vậy niệm ma thân thể, tiếp theo, lại là miệng to một tấm, muốn trực tiếp, đem cái này niệm ma thân thể cắn nuốt hết. Niệm ma thân thể thấy vậy, bóng xám điên cuồng giãy giụa, kinh hoàng tới cực điểm, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát lục mang trói buộc, mắt xem sẽ bị hư ảnh nuốt đến trong miệng lúc đó. Lại là phát ra một tiếng thét chói tai nói. Không muốn ăn ta nguyện ý nhận ngươi làm ta chủ nhân. Hư ảnh kia nhưng không có ý dừng lại, chẳng ngó ngàng gì tới, hướng niệm ma thân thể táp tới. Ngay tại niệm ma thân thể, đều phải bởi vì sợ hãi mà bất tỉnh, mất đi ý thức lúc đó, một đạo thân ảnh, lại đột nhiên chắn Kỳ Lân hư ảnh trước người. Hắn giơ lên một cái tay, tỏ ý hư ảnh dừng lại. Diệp Thần cân nhắc nhìn vậy đạo bóng xám, nhàn nhạt nói, ngươi, phục sao? Lúc này niệm ma thân thể, nơi nào còn dám chút nào không vâng lời ý. Vậy bị lục mang trói buộc bóng xám, gật đầu liên tục nói, phục, phục, ta cường đại chủ nhân, ta sẽ vĩnh viễn hầu hạ ngài, van cầu ngài, tháo ra trên người ta trói buộc đi, cái này lục mang, để cho ta quá đau khổ. Diệp Thần không khỏi được cười một tiếng, cái này niệm ma thân thể, thái độ thay đổi. Thật đúng là quá nhanh. Hắn vung tay lên, sau lưng hư ảnh, liền sáp nhập vào trong cơ thể hắn, trói buộc bóng xám lục mang, vậy cùng chung biến mất. Hắn ngược lại không sợ cái này niệm ma thân thể lật lọng, dù sao, niệm ma thân thể thần niệm lực, không đả thương được mình, hắn tùy thời có thể thu thập đối phương. Diệp Thần nhàn nhạt nói, tốt lắm, rời đi tiểu cửu thức hải, theo ta đi thôi, từ bây giờ về sau, ta chính là ngươi chủ nhân. Niệm ma thân thể gật đầu một cái, nhưng là, tạm thời bây giờ, nhưng có chút không thôi, nơi này, dẫu sao là hắn sinh ra địa phương à. Diệp Thần cười nói, tiểu cửu thức hải cùng thân thể, không cách nào chống đỡ sự tồn tại của ngươi, nhưng là, ta cũng không cùng, ký túc ở trong cơ thể ta, xa xa, so với cái này bên trong thích hợp hơn ngươi. Có thật không, niệm ma thân thể nghe vậy, kinh ngạc vui mừng hỏi. Nó sở dĩ sẽ điên cuồng tiêu hao tiểu cửu linh lực, cũng là vì, duy trì mình tồn tại. Diệp Thần cười nói, người đi, tự nhiên thì biết, bất quá, người cũng không có nơi lựa chọn, không phải sao. Niệm ma thân thể bóng xám vặn vẹo một hồi, cũng chỉ có thể ủy khuất nói, chúng ta đi thôi. Lý Hoàng Phi khẩn trương nhìn cả người ánh sáng tím lượn quanh cửu công chúa cùng Diệp Thần, hướng về phía Hoàng Cung Phụng hỏi, Hoàng Cung Phụng. Cái này đều đã 6 tiếng trôi qua, tiểu cửu nàng, không có chuyện gì chứ. Diệp tiên sinh, nhất định có thể thành công hấp thu niệm ma thân thể đúng không? Cái này, chấm, Hoàng Cung Phụng mặt hiện vẻ trần trờ, thành thật mà nói, mặc dù, Diệp Thần quả thật nghịch thiên tới cực điểm, nhưng là đối với có thể hay không thu phục niệm ma thân thể, Hoàng Cung Phụng, vậy không nói chính xác. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trên người ánh sáng tím, đột nhiên sáng lên. Mơ hồ bên trong, tựa hồ có một đạo bóng xám, theo ánh sáng tím, từ cửu công chúa trong cơ thể bay ra, sáp nhập vào Diệp Thần nơi mi tâm. Một khắc sau, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, mà trận pháp bên trong ánh sáng tím, cũng ở đây đồng thời tiêu tán. Lý Hoàng Phi nhìn mở mắt Diệp Thần,
trên gương mặt tươi cười hiện ra vui mừng, vội vàng hướng về phía Diệp Thần hỏi, Diệp tiên sinh, thế nào? Diệp Thần mỉm cười nói, yên tâm, ta đã thành công thu phục cái này niệm ma thân thể. Quả nhiên, ngay tại lúc này, cửu công chúa vậy mở hai mắt ra, mắt to đen nhánh bên trong, lần nữa lóe lên linh động vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đầu tiên là có chút mê mang, tiếp theo, liền lộ ra vẻ hưng phấn, chợt đứng lên, ngã nhào Lý Hoàng Phi trong ngực nói, mẫu hậu, ta thân thể khỏe, lại cũng không có như vậy không khí lực cảm giác. Lý Hoàng Phi nghe vậy, ôm thật chặt lấy cửu công chúa, mắt đẹp bên trong nước mắt chảy xuống, cười nói, vậy thì tốt, như vậy mẫu hậu liền yên tâm. Cửu U Đế cũng là một hồi kích động, hướng về phía Diệp Thần chân thành nói, đa tạ Diệp tiên sinh đối với tiểu cửu ân cứu mạng. Hắn quay đầu đối với cửu công chúa nói, tiểu cửu, mau tới đây, cảm ơn Diệp tiên sinh. Lý Hoàng Phi cũng là vô cùng là cảm kích nhìn Diệp Thần nói, thiếp cảm ơn Diệp tiên sinh. Diệp Thần khoát khoát tay, trấn lại cửu U Đế, cười nói, đây là ta phải làm, nếu không phải tiểu cửu tương trợ, ta có thể đã chết. Hắn đi tới cửu công chúa bên người, sờ một cái tiểu cửu đầu, cười nói, tiểu cửu, trong tương lai, ngươi có thể đem ta làm ngươi thân ca ca, chỉ cần ta còn sống, cõi đời này, không người nào có thể khi dễ ngươi. Cửu công chúa mắt to nhìn Diệp Thần, ngọt cười ngọt nói, cảm ơn ngươi, Diệp Thần ca ca. Ngay tại lúc này, Kỳ Lâm hai tay chắp sau lưng, làm bộ đối với cửu công chúa nói, ngươi kêu Diệp Thần ca ca, mà ta không ngừng kêu Diệp Thần tên chữ, cho nên ngươi muốn kêu ta tỷ tỷ. Cửu công chúa do dự chốc lát, lộ ra nụ cười ngọt ngào, Kỳ Lâm tỷ tỷ. Diệp Thần, cửu U Đế và Lý Hoàng Phi hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Diệp Thần, đây là muốn là tiểu cửu hộ đạo à? Có lẽ, Diệp Thần bây giờ thực lực, còn không bằng hắn hai người chúng ta, nhưng là... Diệp Thần tiềm lực, nhưng thì không cách nào lường được. Đây chính là, lấy tạo hóa cảnh tu vi, chiến thắng phong môn cảnh thần quốc võ giả siêu cấp yêu nghiệt à. Chỉ cần Diệp Thần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ trở thành dài là đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp tồn tại. Vậy thì đồng nghĩa với, có Diệp Thần câu này cam kết, liền không có ai, dám đối với tiểu cửu ra tay. Mà tiểu cửu, là cửu U quốc công chúa, nói cách khác, chỉ cần Diệp Thần lớn lên, liền không có ai, dám động cửu U quốc. Diệp Thần hướng về phía tiểu cửu gật đầu một cái, cười nói, tiểu cửu, thật tốt tu luyện, Diệp Thần ca ca phải đi, bất quá, ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó, có thể muốn thi xem kỹ ngươi tu hành. Cửu công chúa có chút không thôi nhìn Diệp Thần, nhưng là, còn dùng sức hơi gật đầu một cái nói, tiểu cửu biết, sẽ không để cho ca ca thất vọng. Diệp Thần xoay người, hướng về phía cửu U Đế chắp tay nói, nếu, tiểu cửu thân thể, đã không có đáng ngại, ta cũng trước phải được cáo từ, mục ra chuyện, đến lúc đó, ta sẽ xử lý. Cửu U Đế cười nói, đợi một chút, Diệp tiên sinh, trước khi đi, mấy thứ đồ này, xin nhận lấy, thành tựu đối với cứu tiểu cửu quả cảm ơn. Vừa nói, cửu U Đế vung tay lên, mấy chục đạo cực là tia sáng chói mắt, bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần đem bắn tới ánh sáng tiếp, hơi sững sờ, cái này mấy đạo ánh sáng, lại, tất cả đều là cao cấp thời không chi binh cùng với thần khí. Trong đó hơi thở cường đại nhất, theo thứ tự là một kiện màu vàng nhạt nội giáp, một đôi nạm màu xanh đá quý dày ống, cùng với một chiếc lưu ly phi thuyền. Cửu U Đế giới thiệu đến, cái này màu vàng nhạt nội giáp, là một kiện phòng ngự thần khí, tên là Đất Long Khải, cho dù không rót vào linh lực, cũng có rất mạnh lực phòng ngự. Vậy nạm màu xanh đá quý dày ống, tên là Phong Thần Ngoa, đối với thân pháp tốc độ, có rất lớn thêm được. Chiếc này phi thuyền, tên là Lưu Ly Ly, không những có tốt lực phòng ngự, hơn nữa tốc độ phi hành, cũng không coi là chậm, thích hợp du lịch bên trong sử dụng. Diệp Thần cũng không có từ chối, trực tiếp đem những thứ này nhận lấy, nói cảm ơn, đa tạ cửu U Đế, vậy tại hạ liền cáo từ trước. Vừa nói, liền xoay người hướng thần tâm đi ra ngoài điện. Trên đường, hắn còn nghĩ mục giã túi đựng đồ, cùng với một ít rơi xuống vật phẩm lấy đi. Lần này thu hoạch, sợ rằng rất khủng bố. Mục giã nhưng mà thần quốc người, hắn ngược lại là tò mò thần quốc người nắm giữ dạng gì tài nguyên. Trở lại duyệt tới khách sạn sau đó, Diệp Thần sửa sang lại chuyến này thu hoạch. Lần này cửu U quốc chuyến đi, hắn thực lực,
lại có đặc biệt to lớn tăng lên. Cảnh giới đã bước vào tạo hóa cảnh tầng 4 thiên. Về phần tại sao sẽ đang chiến đấu đột phá, nhờ vào thần hỏa học viện vậy linh mạch lực lượng, toàn bộ ở luân hồi mộ địa bên trong, không ngừng là mình cung cấp, hơn nữa, đang chiến đấu cảm ngộ rất nhiều. Lớn nhất thu hoạch đương nhiên là niệm ma thân thể, thậm chí, niệm ma thân thể hoàn mang cho hắn mấy môn thần thông. Thứ nhất, là niệm ma gia trì, đây chính là cửu công chúa, trước đối với Diệp Thần thi triển thần thông, có chữ cũng tạm thời cường hóa người khác thần hồn năng lực. Thứ hai, tên là phụ thể thuật, Diệp Thần, có thể tạm thời đem niệm ma thân thể ma linh thả ra, phụ thể người khác, khống chế người khác hành vi, bất quá, chỉ có thể khống chế rất ngắn thời gian. Sau đó, chính là hắn chảm thiên nhất kiếm và phần thiên một kiếm, lần nữa đột phá. Hiện tại, Diệp Thần đã có lòng tin, đối mặt phong môn cường giả. Trừ cái này ra, chính là cửu u đế tặng cho hắn những thứ đó, cùng với từ mục giã nơi đó lấy được, một chuôi thần khí trường kiếm làm linh kiếm, cùng với một quả có thể kêu gọi ánh sáng màu trắng thuẫn loại phòng ngự thần khí, hộ linh kiêng. Tiếp theo, Diệp Thần lại lấy ra mục giã túi đựng đồ. Hắn sau khi trở về, còn không có kiểm tra cẩn thận qua, mục giã túi đựng đồ bên trong vật phẩm. Thần niệm tìm tòi nhập mục giã trong túi đựng đồ, Diệp Thần, chính là thần sắc biến đổi. Mục giã túi đựng đồ bên trong, lại là, chứa đựng loại quý trọng vật liệu, cùng với đếm lấy tính chục nghìn linh tinh linh thạch. Diệp Thần đột nhiên, hai tròng mắt sáng lên, hắn ở trong túi đựng đồ, lại là, phát hiện một loại khiết trắng lông vũ. Cùng với một loại trong suốt quang trần. Nếu như Diệp Thần không nhìn lầm, cái này khiết trắng lông vũ và trong suốt quang trần, đang là dùng để tăng lên phi hành pháp khí và ẩn hình pháp khí cực phẩm vật liệu, hắn bơi mây rực và tháng trần sợi bông, đối với bây giờ Diệp Thần mà nói, đã có chút không đủ dùng, vừa vặn, cùng hắn trở lại thần hỏa học viện, có thể tiến hành một phen thăng cấp. Diệp Thần tìm tòi một hồi sau đó, con mắt lóe lên, từ mục giã trong túi đựng đồ. Lấy ra một bản cổ tịch, cẩn thận lật xem. Càng lật xem, Diệp Thần diễn cảm, liền càng hưng phấn, mừng như điên. Bên trên quyển cổ tịch này, ghi lại, chính là mục giã thi triển hồn kỹ phương pháp tu hành. Diệp Thần đối với mục giã một chiêu đánh bại Lam Vũ Phi và Sở Tiêu, ấn tượng vẫn là vô cùng sâu sắc, hồn kỹ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Trên cổ tịch, ghi lại hai môn hồn kỹ, một môn. Chính là mục giã đối với hắn sử dụng tỏa hồn giết. Tỏa hồn sát uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng, vậy chỉ có thể đối với một hai người sử dụng. Khác một môn hồn kỹ, thì tên là trời hồn chấn động, mặc dù thiên hồn chấn uy lực, so tỏa hồn giết thấp không thiếu, nhưng là, thiên hồn chấn động lại có thể đối với trong phạm vi nhất định tất cả mọi người, tiến hành công kích. Hiện tại, Diệp Thần không có cường đại thần hồn, lại không có thích hợp thủ đoạn công kích. Cái này hai môn hồn kỹ, thật sự là quá thích hợp hắn. Diệp Thần đang chuẩn bị lĩnh ngộ, hấp thu cái này hai môn hồn kỹ lúc đó, mà đế thanh âm đột nhiên vang lên, thằng nhóc, cũng nên đi lấy ta để xuống Sở gia đồ. Không biết Sở gia vị kia tổ tiên còn sống hay không? Cửu U Quốc đã mất đi thượng cổ chiến ý và ma đạo tinh thần, sợ rằng ma tộc ở quân ma trần nắm trong tay hạ, sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ta phải mau sớm khôi phục thân phận thật sự. Nếu không, hậu quả khó liệu à? Diệp Thần hơi ngẩn ra, hiếu kỳ nói, ma đế, người xác định đồ ở Sở gia. Hiện tại Sở doanh xảy ra chuyện, ta như đi Sở gia, há chẳng phải là sẽ bị đuổi ra ngoài. Ma đế lắc đầu một cái, cô gái kia cứu ngươi, vì vậy và ngươi sinh ra nhân quả, đối với Sở gia mà nói, đồ là chuyện tốt. Bất quá, cô gái kia đối với ngươi có tình ý, cứu ngươi thời điểm cũng không có muốn như vậy nhiều. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, nói, đã như vậy, ta liền đi một chuyến Sở gia, cũng nên lấy lại thuộc về ngươi đồ. Đúng rồi ma đế, vật này rốt cuộc là cái gì? Ma đế cười thần bí, nói, ngươi đến Sở gia liền biết. Cùng thời khắc đó, duyệt tới khách sạn bên ngoài một tòa lầu cao bên trong. Trên nóc nhà, hai đạo thân ảnh ngưng mắt nhìn Diệp Thần chỗ ở gian phòng. Cung chủ, có cần hay không gặp vừa gặp vậy Diệp Thần? Dẫu sao Diệp Thần không biết ngài cứu nàng. Nếu như không có ngài, vậy mục giã trước khi chết kêu gọi thần quốc cường giả hư ảnh, tất nhiên sẽ đem Diệp Thần chu diệt. Một cái người mặc đồ trắng thiếu nữ rất cung kính nhìn bên người một cái mang cái khăn che mặt, khoác
khoác xanh thẫm áo choàng, hơi thở xuất trần cô gái thần bí. Hai người chính là Tuyệt Hàn Đế cung cao nhất cung chủ Ngụy Dĩnh cùng với bên người nha hoàn Bạch Nhi. Bạch Nhi trong mắt còn có vẻ kinh hoàng. Dẫu sao tất cả mọi người đều không có chú ý tới, Diệp Thần một kiếm chu diệt chạy trốn Mục Dã lúc đó, Mục Dã bầu trời, không gian vết rách phun trào. Chính là Ngụy Dĩnh cưỡng ép tiến vào không gian vết rách bên trong, đả thương vậy thần quốc hư ảnh. Trở lui toàn thân. Thậm chí vì vậy, Ngụy Dĩnh hoàn bị một chút thương ngoài da. Nếu không, thần quốc Mục Gia hư ảnh hạ xuống, Diệp Thần hẳn phải chết. Ngụy Dĩnh ngưng mắt nhìn Diệp Thần đèn trong phòng, khẽ mỉm cười, không cần, ta chẳng ngờ hắn biết ta tồn tại. Bạch Nhi có chút không cam lòng, cung chủ, người rõ ràng làm như thế nhiều, tại sao không nói cho vậy Diệp Thần? Người xem Diệp Thần xem vậy cửu u sở ra thiếu nữ ánh mắt, đều là thiếu nợ. Hắn căn bản không biết, hắn chân chính thiếu nợ, là ngươi. Bạch Nhi có chút ủy khuất, nàng là cung chủ biểu đạt bất bình. Nàng hoàn nhớ cung chủ từ vậy không gian vết rách bên trong trở về, sắc mặt là biết bao trắng bệch. Dẫu sao vậy vết rách bên trong là thần quốc cường giả giới vực. Coi như cung chủ lấy được Tuyệt Hàn Đế cung đại năng tu vi truyền, coi như cung chủ thu được Tuyệt Hàn Đế cung cao nhất chí bảo, thậm chí nắm giữ Tuyệt Hàn Đế cung trở thành linh võ đại lục thứ nhất tông môn bí mật, tiến vào người khác giới vực, cũng là cửu tử nhất sanh à. Ngụy Dĩnh lộ ra một đạo nụ cười, quanh thân khí lạnh ngưng tụ, xanh thẫm áo choàng theo gió múa, bầu trời lại là rơi xuống chấm hoa tuyết. Ý cảnh tuyệt đẹp. Bạch Nhi, ta không hy vọng hắn và ta nhân quả có quá nhiều liên quan. Ta muốn đối kháng, không phải hắn có thể tưởng tượng. Ở Hoa Hạ, hắn không để ý hết thảy coi giữ ta. Vậy linh võ đại lục, liền do ta không để ý hết thảy coi giữ hắn đi. Đi thôi, báo thù cũng nên bắt đầu. Lần này mục tiêu là ai? Bạch Nhi thở dài một hơi, đánh mở một cái cuốn vở, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết một ít thế lực. Nếu như có người thấy tuyệt đối sẽ kinh điệu cằm, bởi vì là phía trên đều đang là linh võ đại lục một ít thế lực cao cấp. Trong đó có một ít, đã bị quạt đi. Chính là đại biểu hủy diệt. Cung chủ, chúng ta nên đi linh võ đại lục Bắc vực Tông Biển Điện. Tông Biển Điện lão tổ đã từng tham dự Tuyệt Hàn Đế cung diệt tuyệt. Ngụy Dĩnh đưa ra trắng nõn tay, nhìn một cái cổ tay cổ quái thêm xấu xí dây chuyền. Đó là Diệp Thần ở Hoa Hạ đã từng là nàng áp chế sát huyết hàn thể biên vòng tay. Rất xấu, nhưng là nàng nhưng vẫn giữ lại. Đây là nàng băng hàn lòng, duy nhất còn sót lại ấm áp. Rất tốt đẹp trí nhớ. Bạch Nhi, đi thôi. Duyệt tới khách sạn. Diệp Thần mới vừa dự định đi sở ra, Phong Thanh Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Thằng nhóc, ta tựa hồ cảm giác được phía bắc có người đang tra xem ngươi. Bất quá đối phương cũng không có một chút sát ý. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng mở ra phía bắc cửa sổ, hướng chung quanh nhìn lướt qua. Nhưng mà, không có người nào. Trên nóc nhà Ngụy Dĩnh và Bạch Nhi đã sớm biến mất. Diệp Thần hướng một phương hướng nhìn mấy lần, lắc đầu một cái thôi. Đoán chừng là cửu u đế phái người tới cha xem ta. Cái này cửu u đế, tổng cho ta một ít cổ quái cảm giác. Vừa nói, hắn liền đóng lại cửa sổ, nhìn một cái ngủ say Kỳ Lâm, hướng cửa đi tới. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần bước chân liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Cát Thanh đâm đầu đi tới. Diệp Thần, ngươi không ngủ chứ? Diệp Thần nói tỉnh, hiệu trưởng tìm ta là bởi vì ban ngày chuyện. Cát Thanh cẩn thận quan sát Diệp Thần một hồi, không khỏi được mặt hiện rung động vẻ, có chút không dám tin tưởng nói. Diệp Thần, người tu vi mặc dù vẫn là tạo hóa cảnh, nhưng là thực lực thật giống như mạnh rất nhiều, liền ta hiện tại cũng mơ hồ có một tia không nhìn thấu ngươi cảm giác. Thần tâm trong điện sự việc, ta đã nghe Thạch Hoa bọn họ nói, như thế nói, người hẳn hấp thu vậy cửu công chúa niệm ma thân thể chứ. Diệp Thần không có giấu giếm, gật đầu cười nói, đúng vậy. Chính là vì vậy, ta thực lực tăng lên không thiếu. Bất quá, hắn cũng không có nói tới Mục Dã chuyện. Cửu U Đế cầm tin tức này toàn diện áp chế, Cát Thanh hẳn không biết. Thần Hỏa Học Viện, ở Linh Võ Đại Lục bên trên, mặc dù là một cường đại thế lực, nhưng là, ở thần quốc thế lực trước mặt nhưng quá nhỏ bé, nói ra cũng chỉ là để cho Cát Thanh lo lắng mà thôi. Mà Cát Thanh nhìn Diệp Thần, chính là đầy mặt vui vẻ yên tâm cùng nụ cười.
Diệp Thần là hắn học sinh, Diệp Thần càng mạnh, Cát Thanh tự nhiên càng cao hứng. Cát Thanh tiếp tục nói, tốt lắm, nếu, lần này tiệc mừng thọ đã kết thúc, học viện bên kia thật giống như xảy ra chút chuyện, chúng ta cũng nên trở lại thần hỏa học viện, cái này thì lên đường đi. Diệp Thần nghĩ tới sở ra sự việc, vội vàng nói, viện trưởng, ta còn có chút chuyện riêng phải xử lý. Chuyện riêng, Cát Thanh nghi ngờ nhìn một cái Diệp Thần, liền nói, vậy ngươi trước tới xử lý đi, ta chờ ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn hai tròng mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra một hồi vô cùng là ánh sáng chói mắt. Bước ra duyệt tới khách sạn, không có vào nửa đêm bên trong. Cùng lúc đó, thần quốc Mục Gia. Bầu không khí ngưng trọng như hàn sương. Mục Gia đại điện, ngồi vô số cường giả, thậm chí không thiếu thái hư cảnh. Một cổ vô tận lửa giận ở kiềm chế. Mà bọn họ trước mặt, là một khối sinh mạng ngọc bài. Hoàn toàn tan vỡ sinh mạng ngọc bài. Mục Dã chết. Trên đài cao, một cái ông già đột nhiên mở miệng nói, có ai biết Mục Dã cái này mấy ngày đi nơi nào? Trừ thần quốc, hẳn không người dám động hắn mới đúng. Hắn ở Mục Gia thân phận không tính là cao, ở Mục Gia chư đa thiên tài bên trong, cũng không phải ưu tú nhất. Nhưng là, hắn cuối cùng là người Mục Gia. Người Mục Gia, không thể chết được không rõ ràng. Ta muốn câu trả lời. Vô tận uy áp bao phủ, để cho người nghẹt thở đến trình độ cao nhất. Hồi lâu, đài cái kế tiếp sắc mặt tái nhợt người đàn ông mở miệng nói, gia chủ, ta phụ trách tra xem Mục Gia sinh mạng ngọc bài. Ở thời gian đầu tiên cha thấy Mục Dã xảy ra chuyện, ta liền biến dạng hư không, muốn đi tìm đến đầu sỏ, nhưng mà, một nữ tử thần bí lại trực tiếp xông vào ta giới vực bên trong. Hơn nữa đối với ta ra tay, đem ta đánh cho bị thương. Ta liền Mục Dã thi thể cũng không phát hiện, không gian liền cưỡng ép khép lại. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Mục Dã không có chết ở thần quốc, mà là chết ở Linh Võ Đại Lục. Trên đài ông già bỗng nhiên ý định giết người phóng thích, vỗ bàn một cái, ngươi tu vi và thực lực rất mạnh, hơn nữa là ngươi giới vực, Linh Võ Đại Lục người muốn thời gian ngắn đem ngươi đánh cho bị thương, không dễ dàng. Kết quả là ngươi phế vật, vẫn là Linh Võ Đại Lục người nghịch thiên. Chẳng lẽ những cái kia lão già kia đối với ngươi ra tay? Dứt lời, người đàn ông kia đột nhiên quỳ xuống, đều là ta sai. Khẩn cầu trách phạt. Trên đài ông già hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, người đàn ông kia tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Ta Mục Gia, không nuôi người nhàn rỗi và người chết. Sau đó, ông già nhìn về phía dưới đài một người khác, sau này sinh mạng ngọc bài do ngươi phụ trách, hắn vị trí ngươi tới ngồi. Bất quá, trước lúc này, người đi một chuyến Linh Võ Đại Lục, cùng tất cả thế lực cao cấp và ẩn núp thế lực tông chủ gặp một lần, mới có thể có như thực lực này người, cũng chỉ có những chỗ này có, hơn nữa toàn lực điều tra ra Mục Dã chết chân tướng. Cửu U Quốc, Sở Gia. Diệp Thần đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang. Rất nhanh, cửa mở ra, một đứa nha hoàn đi ra, nàng nhìn một cái Diệp Thần. Vội vàng nói, vị này chắc là Diệp công tử đi. Diệp Thần trên mặt viết đầy nghi ngờ. Nha hoàn kia liền vội vàng tránh người ra, đưa tay ra dấu mời, lão gia ở bên trong chờ, Diệp công tử mời theo ta tới. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo nha hoàn cuối cùng đi tới một phiến hoa viên. Trong hoa viên, vô số loại linh hoa tranh nhau đấu diễm, có khác một phen mùi vị. Trong hoa viên ương trong sân nhà, đứng một người vóc dáng to lớn người đàn ông trung niên. Một cái bóng lưng, liền thấm ra uy nghiêm vô thượng. Người này chính là Cửu U Quốc Sở Gia gia chủ, Sở Hoành. Diệp Thần hướng Sở Hoành đi tới, chắp tay nói, vãn bối Diệp Thần gặp qua Sở gia chủ. Người này dẫu sao là Sở Doanh phụ thân, bất kể như thế nào, hắn đều phải thái độ như thế. Hơn nữa, Diệp Thần không biết nên giải thích như thế nào chuyện hôm nay. Sở Doanh vì hắn thiếu chút nữa bỏ mình. Sống lại kham yêu. Ngay tại lúc này, Sở Hoành lên tiếng, những hoa này đều là Doanh Nhi trồng, nàng rất thích. Đáng tiếc, nàng vận mạng cũng cùng những hoa này như nhau, cuối cùng có cái chu kỳ. Chuyện hôm nay, ta đều biết. Ta chỉ muốn hỏi hai người vấn đề. Thứ nhất, người có nắm chắc hay không đem Sở Doanh cứu sống. Nếu như người không có tư cách, ta tới cứu. Hơn nữa, lập tức rời đi ta Sở Gia. Sở Hoành uy áp phóng thích, Diệp Thần không có động tĩnh,
gần từng chữ, Sở Doanh, bởi vì ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ đem nàng cứu sống. Dù là không tiếc bất cứ giá nào. Đột nhiên, Sở Hoành xoay người, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, được. Ngươi như vi phạm lời thề, ta định đem ngươi tự tay tru diệt. Cái thứ hai vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi và ma đế có liên quan gì? Đây là Sở Hoành trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, ấn đường chính là truyền tới một hồi đau nhói. Rồi sau đó ma đế thanh âm đột nhiên vang lên, để cho ta nắm trong tay mấy phút. Được. Rất nhanh, Diệp Thần hơi thở hoàn toàn thay đổi. Quanh thân mơ hồ ma vần quanh. Con người bên trong tựa như chiếu ngược một vòng bánh xe huyết nguyệt. Hắn khí thế tựa như áp đảo trời bên trên, thậm chí có một tia thoát trần mờ ảo. Sở Hoành tu vi trí cao, tự nhiên phát giác cái gì, diễn cảm biến. Giờ khắc này, hắn phát hiện hai người thân phận tựa như đổi cho nhau. Hắn như vậy tu vi và uy áp, lại đang trước mặt cái này người thanh niên trên mình cảm thấy uy hiếp. Thậm chí còn có một tia ý thần phục. Chẳng lẽ, người này thật là ma đế sống lại? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.